Xin trân trọng kính chào quý khách mời, quý chuyên gia đã nhận lời tham gia tọa đàm trực tuyến của Tòa soạn VN Economy hôm nay. Trân trọng kính chào quý độc giả theo dõi nội dung tọa đàm trực tuyến trên nền tảng điện tử VN Economy và fanpage VN Economy. Kính thưa quý vị, tọa đàm với chủ đề gói hỗ trợ lãi suất vốn phải đến đúng đích được tổ chức hôm nay cùng với chuyên đề báo chí trên tạp chí Kinh tế Việt Nam và VN Economy là những nỗ lực của tòa soạn trong việc góp sức cùng Quốc hội, Chính phủ và Bộ ngành tìm cách đưa nền kinh tế sớm hoạt động trở lại, hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trong bối cảnh các doanh nghiệp hứng chịu thiệt hại rất lớn do đại dịch COVID-19 kể từ đầu năm 2020 đến nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia tọa đàm. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước. Chào ta. Tiến sĩ Phạm Đình Thúy, vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp và xây dựng Tổng cục Thống kê. Xin chào ta. Tiến sĩ Bùi Doãn Nề, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Travel. Và đặc biệt là tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh doanh Hà Nội. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cũng là người điều hành tọa đàm cùng tôi, nhà báo Nguyễn Hoài, trưởng ban tài chính ngân hàng của tòa soạn VN Economy. Kính thưa các quý vị, nền kinh tế của Việt Nam kể từ đầu năm 2020 đến nay trải qua 4 đợt dịch COVID và đặc biệt là đợt dịch thứ tư kéo dài từ đầu tháng 5 2021 đến nay gần như đã vắt kiệt cái sức chịu đựng và cái nỗ lực của các cái doanh nghiệp đã chống chọi qua 3 cái đợt dịch trước đó. Theo cái số liệu Tổng cục Thống kê mà chúng tôi cập nhật được thì trong 8 tháng đầu năm thì đã có 85,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường và tăng 24,2%. Các cái đợt giãn cách của để chống đại dịch thì đã kéo theo cái việc mà làm tê liệt, đông cứng các cái chuỗi liên kết về cung ứng vật liệu, cung ứng đầu vào và đặc biệt là cái hệ thống phân phối, lưu thông hàng hóa. Trong cái bối cảnh đó đã tác động rất lớn đến cái dòng tiền của doanh nghiệp, làm suy cạn kiệt cái năng lực tài chính của doanh nghiệp. Và một điều đáng lo ngại là toàn bộ những cái rủi ro đó lại đổ dồn về phía hệ thống ngân hàng. Theo cái số liệu mà chúng tôi đã cập nhật được, thì đến hết tháng 8 năm 2021, toàn ngành ngân hàng đã cơ cấu giãn hoãn nợ lại khoảng 520.000 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng cái con số đó là một con số có một cái tỷ lệ nợ xấu tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Và thông qua các cái thông tư 01, 03 và đặc biệt lần gần đây là thông tư 14 thì toàn bộ cái số nợ, cái dư nợ cơ cấu đó được giãn hoãn và trì hoãn lại và chỉ đến khi một cái thời điểm mà bùng phát ra và nó lộ ra thì sẽ để lại những cái hệ lụy rất là lớn. Gần đây, Chủ tịch Quốc hội trong một buổi họp của Ủy ban Thường vụ đã có một cái gợi ý là cần phải đưa ra một cái gói kích cầu hỗ trợ lãi suất và giải ngân qua cái hệ thống ngân hàng. Thì cái phần hỗ trợ lãi suất của chính phủ thì ước tính khoảng trên 2.000 tỷ đồng. Và theo đó thì kéo theo một cái dư nợ trong cái hệ thống ngân hàng khoảng độ 65.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô tín dụng của nền kinh tế hiện nay khoảng 10 triệu tỷ đồng và cái số lượng doanh nghiệp gần 1 triệu tỷ đồng thì chúng tôi cho rằng cái gói hỗ trợ nói trên cần phải cân nhắc và tính toán ở rất nhiều các cái góc độ khác nhau, đặc biệt là phải lựa chọn những cái điểm đến, những cái khu vực doanh nghiệp mà nó bị chịu tổn thương nhiều nhất và có tính lan tỏa nhiều nhất. Đấy, thì mới có thể là có ý nghĩa, thay vì chúng ta cào bằng ra thì sẽ cái tính hiệu quả không cao. Và song song với cái giải pháp đó thì chúng tôi cũng cho rằng là
cần phải có những cái giải pháp đồng bộ và tổng thể khác, chẳng hạn như là kích cầu, giải ngân đầu tư công, rồi là miễn giảm hoãn thuế, và thậm chí có thể là nới lỏng về một chút về chính sách tiền tệ và tỷ giá. Thế trở lại với vấn đề xung quanh cái gói kích cầu, thì xuất phát từ thực tế này, thì tòa soạn tạp chí Kinh tế Việt Nam VN Economy đã phối hợp với vụ tín dụng các ngành kinh tế và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, trân trọng kính mời các quý chuyên gia cùng tổ chức cái buổi tọa đàm gói hỗ trợ lãi suất vốn phải đến đúng định. Thì cái buổi tọa đàm hôm nay chúng tôi trân trọng kính mời các quý vị đang theo dõi trên cái nền tảng VN Economy và fanpage VN Economy cùng lắng nghe, cùng theo dõi những chia sẻ và của các cái chuyên gia, và chúng tôi mong muốn rằng thông qua cái buổi tọa đàm này sẽ tập hợp lại những cái thông tin, những cái kiến nghị bổ ích nhất, góp sức cùng với Quốc hội và Chính phủ chúng ta cùng hoàn thành cái mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế một cách hiệu quả. Và để mở đầu cho cái chương trình tọa đàm hôm nay, thì để có một cái cách nhìn, một cái nhận diện về một cái tổng thể về bức tranh kinh tế, chúng tôi trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng Tổng cục Thống kê, sẽ chia sẻ một số thông tin đến các quý vị. Kính chào các quý vị. Tôi rất là vui mừng thay mặt cho Tổng Thống kê được tham dự cái cuộc tọa đàm rất là thú vị này. Và tôi xin phép được cung cấp một số thông tin cơ bản để cho các quý vị cùng nhận diện cái bức tranh tăng trưởng kinh tế 8 tháng đầu năm. Trong bài trình bày này, tôi sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về tăng trưởng của các ngành kinh tế chủ yếu của nền kinh tế 8 tháng đầu năm 2021. Tình hình phát triển doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm, và đặc biệt là tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến phát triển của một số ngành cơ bản, ví dụ ngành công nghiệp hiện nay là ngành đóng góp tích cực nhất cho tăng trưởng kinh tế 2021. Tám tháng đầu năm, với khu vực dịch vụ hiện nay chiếm khoảng 38,7% GDP của năm 2020, mà là khu vực đang chịu tác động nặng nề nhất từ dịch COVID-19, và tình hình sản xuất kinh doanh của khu vực này đang gặp rất nhiều khó khăn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội 8 tháng đầu năm 2021 giảm 4,7%. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong nhiều năm trước dịch. Và tốc độ tăng bình quân của khu vực này 5 năm trước dịch là 11%. Trong đó, lĩnh vực bán lẻ hàng hóa giảm 1,4% và bình quân 5 năm trước dịch là tăng 1,3%. Dịch vụ lưu trú ăn uống giảm 20%, bình quân 5 năm trước dịch tăng 11,3%. Du lịch, lữ hành giảm mạnh nhất 61,8%, mà bình quân 5 năm trước dịch tăng 9,8%. Vận tải hàng hóa giảm 3,7%, vận tải hành khách giảm 18,8%. Tôi xin chuyển sang khu vực thứ hai là khu vực sản xuất công nghiệp. Là cũng là khu vực chiếm khoảng 30% GDP, và hiện nay thì ngành này đang là động lực quan trọng nhất, đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GDP năm 2020, và dự kiến năm 2021 cũng đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GDP. Ngành đóng góp quan trọng nhất vào tăng trưởng toàn bộ kinh tế 8 tháng đầu năm tăng thấp ở mức 5,5%, chỉ bằng khoảng 50% tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Và sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm thì có tới 11 trên 63 địa phương chiếm 17,5% có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có quy mô công nghiệp và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, giảm xấp xỉ 7%. Đáng chú ý là làn sóng dịch COVID-19 là thứ tư xuất hiện từ cuối tháng 4 đến nay, ảnh hưởng rất nặng nề, làm cho tốc độ tăng trưởng tháng 7
của toàn ngành công nghiệp giảm 0,3%, tháng 8 giảm sâu nhất 7,8%. Và trong tháng 8 năm 2021 thì có tới 30 trên 63 địa phương thì có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm, trong đó có 6 địa phương giảm trên 30%, gồm giảm sâu nhất là Bến Tre 6,1%, Đồng Tháp giảm 59,1%, thành phố Hồ Chí Minh quy mô kinh tế lớn nhất cả nước có công nghiệp tháng 8 giảm thứ ba toàn quốc, giảm 49,2%, Vĩnh Long giảm 41,5%, Tây Ninh giảm 36,9%, Sóc Trăng giảm 31,4%. Cũng trong ngành công nghiệp thì lao động toàn ngành công nghiệp cả nước thời điểm 18 năm 2021 giảm 10,6% so với cùng thời điểm năm trước, có tới 34 trên 63 địa phương trên 50% số địa phương có chỉ số sử dụng lao động trong ngành công nghiệp tháng 8 giảm so với cùng thời điểm năm trước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có lao động ngành công nghiệp giảm đến 55,1%. Chất lượng kết quả khảo sát nhanh 6.600 doanh nghiệp ngành công nghiệp đại diện cho các vùng miền địa phương trong cả nước do Tổng cục Thống kê thực hiện trong tháng 9 năm 2021 cho kết quả có tới 95% số doanh nghiệp công nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 80% doanh nghiệp phải tăng chi phí đầu vào do dịch. 54,2% doanh nghiệp tăng chi phí do giá nguyên vật liệu tăng. 49,5% doanh nghiệp phải tăng chi phí về logistics. 40,8% doanh nghiệp thiếu nguyên liệu đầu vào. 33,4% doanh nghiệp thiếu lao động. 26,8% doanh nghiệp thiếu vốn. Và 86,7%, một tỷ lệ rất cao, doanh nghiệp phải tăng giá bán sản phẩm do giá nguyên vật liệu tăng. Tôi xin chuyển sang khu vực doanh nghiệp. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Đây là số liệu từ Bộ Cách Đầu Tư, Cổng Thông tin Điện tử Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia. Hiện số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên phạm vi cả nước của chúng ta đến thời điểm hiện nay thì có khoảng trên 850.000 doanh nghiệp. Bình quân giai đoạn 2015 đến 2020, mỗi năm chúng ta có khoảng trên 130.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Một con số tăng rất nhanh trong năm gần đây, cho thấy là cái môi trường kinh doanh của chúng ta đang càng ngày càng thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư không chỉ trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài thành lập mới doanh nghiệp tăng rất nhanh trong năm gần đây, thể hiện một cái nỗ lực cũng như là hiệu quả chính sách điều hành khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tăng mới hàng năm. Và đây là tôi cho là cái nguồn quan trọng nhất, là cái nền tảng để tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. Thì nước ta thì đang tiến dần tới mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp. Như chúng ta biết thì trước đây chúng ta đặt mục tiêu là đến năm 2020 chúng ta đạt 1 triệu doanh nghiệp. Thì cho nên nay thì đến bắt đầu đến gần hết năm 2021 rồi, chúng ta mới đạt trên 850.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên chắc là thời gian tới cũng không lâu nữa chúng ta sẽ đạt cái con số 1 triệu doanh nghiệp đăng ký và tham gia vào tăng trưởng phát triển kinh tế. Thì trong 8 tháng đầu năm 2021 thì số doanh nghiệp thành lập mới là 81,8.000 doanh nghiệp, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới giảm 7,5% so với cùng kỳ. Tổng số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,8%. Đáng chú ý thì số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới giảm ở 15 trên 17 ngành. Mức giảm nhiều nhất được ghi nhận ở một số ngành cụ thể. Thứ nhất là sản xuất, phân phối điện, nước giảm 64,2%. Khai khoáng giảm 61%. Nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 28,2%. Dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 25,1%. Và theo khu vực kinh tế thì có 14 đến 17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với năm 2020. Trong đó thì những cái ngành nghề chịu giảm nhiều do ảnh hưởng của đại dịch Covid gồm: thứ nhất là sản xuất và phân phối điện, nước giảm 73%.
xin có bình luận thêm về cái ngành sản xuất phân phối điện, đặc biệt là ngành điện. Như chúng ta biết hiện nay là trong năm gần đây, chính phủ khuyến khích đẩy mạnh sản xuất điện để đảm bảo cung ứng kịp thời cho sản xuất phát triển cũng như tiêu dùng của người dân. Và cho đến thời điểm hiện nay thì năng lực sản xuất điện của toàn bộ nền kinh tế là tạm thời gọi là dư điện, có nghĩa là hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như tiêu dùng của người dân cả các tăng. Tuy nhiên thì năm 2020 và sang năm 2021 thì ngành điện bắt buộc phải cắt giảm công suất và hạn chế sản xuất điện ở rất nhiều doanh nghiệp, với lý do là sản xuất điện hiện nay là năng lực thì thừa nhưng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và kể cả tiêu dùng người dân giảm. Chính vậy để bắt buộc ngành điện phải giảm công suất phát điện, do đó nhiều nhà máy điện hiện nay có thể là phải dừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng, chỉ sản xuất một số tổ máy để đảm bảo phát điện theo lộ trình. Và như dự báo của chúng tôi thì 8 tháng đầu năm thì mức tăng sản xuất điện năm nay chỉ đạt khoảng trên 4%, mà đây là mức tăng thấp nhất từ nhiều năm qua. Mà như ta biết thì mức tăng bình quân của điện của những năm trước dịch thì phải trên gấp đôi. Thì rõ ràng là nhu cầu sản xuất điện để phục vụ sản xuất cũng như tiêu dùng của người dân trong những năm có dịch như này chỉ đạt chưa đến 50% công suất. Thì có nghĩa là chúng ta có thể dùng điện để đo được cái năng lực sản xuất của nền kinh tế. Điện là tiêu dùng cho ngành kinh tế, cho tiêu dùng người dân. Do đó thì cái thông tin này, thông tin tôi cho rằng rất hiệu quả, là thước đo đánh giá tăng trưởng toàn bộ nền kinh tế cũng như tiêu dùng người dân. Lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cùng giảm 18,2%. Và dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy thiết bị giảm 16%. Về số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ giải thể thủ tục, làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể 8 tháng đầu năm là 85.500 doanh nghiệp, tăng 24,2% so với năm 2020. Con số tạm ngừng rất lớn và tăng tới 24,4%, và những năm trước dịch không bao giờ có hiện tượng này. Những ngành có tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động 8 tháng đầu năm cao nhất gồm sản xuất, phân phối điện, nước tăng 3,2%, khai khoáng tăng 76,6%, nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 47,2%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 31,7%, vận tải kho bãi tăng 28,3%, xây dựng tăng 26,7%, và khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn, một số doanh nghiệp tạm ngừng 8 tháng đầu năm tăng 24,8%. Có thể nói là trong những năm gần đây thì khi mà điều kiện sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường thì số doanh nghiệp thành lập mới trên phạm vi cả nước luôn cao hơn, thậm chí là gấp 2 lần so với số doanh nghiệp ngừng kinh doanh. Tuy nhiên thì trong năm 2020 và 2021 thì số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp ngừng hoạt động đã đảo chiều, cho thấy đại dịch Covid-19 đã tác động ảnh hưởng nặng nề tiêu cực, làm giảm đáng kể tình hình đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp, là nền tảng quan trọng để gia tăng năng lực của nền kinh tế cũng như làm tăng thêm số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và làm giảm đáng kể năng lực của toàn bộ nền kinh tế. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta vừa mới nghe những cái con số biết nói. Cách đây là khoảng độ một tuần thì cái công ty kiểm toán, có lẽ là tôi cho rằng là hàng đầu cái thị trường, họ có đưa ra một cái công nhận định là sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi mà GDP quý 3 tăng trưởng âm, mặc dù chưa đến cái thời điểm công bố, nhưng là cái người làm trong cái nghề đấy thì anh bình luận gì về cái nhận định này của Phim? Như chúng ta biết thì tôi cho rằng là hiện nay có lẽ quý ba năm 2021 là quý toàn bộ nền kinh tế rồi khu vực doanh nghiệp chịu tác động nặng nề nhất của
dịch COVID-19, đặc biệt là đợt dịch lần thứ tư bùng phát là bắt đầu từ tháng 5 cho đến nay. Và như chúng tôi đã chỉ ra con số là ngành công nghiệp là tháng 7, 3 tháng liên tiếp là suy giảm. Tăng trưởng ngành công nghiệp tháng 4 tăng đến hơn 22%, nhưng mà giảm nhanh xuống 11% trong tháng 6 và âm 0,3% trong tháng 7 và âm trên 7% trong tháng 8. Và đây là con số cho thấy rằng ngành công nghiệp là ngành động lực tăng trưởng cao nhất của nền kinh tế hiện nay, mức độ suy giảm lớn như vậy thì chắc chắn là nhiều ngành kinh tế khác là chịu tác động nhiều hơn của COVID-19, chắc chắn của tăng trưởng thấp hoặc là suy giảm. Đấy là điều chắc chắn. Hiện nay, cho tới hiện nay chúng tôi chưa có số liệu về GDP quý 3 cũng như 9 tháng. Nhưng tôi cho rằng quý 3 năm nay có lẽ là quý sụt giảm nhất trong tất cả các quý từ trước đến nay, cũng như của năm 2021. Và chắc chắn là cái mức độ tăng trưởng thấp hoặc suy giảm cũng có thể xảy ra. Vâng, rất là cảm ơn anh. Lúc nãy trong cái phần phát biểu của tiến sĩ Phạm Đình Thúy có đề cập đến rất nhiều con số, nhưng mà tôi lưu ý đến hai cái con số. Thứ nhất là cái số doanh nghiệp ngưng hoạt động trong cái ngành lưu trú, ăn uống và dịch vụ là tăng 31%, và ngành vận tải là tăng 28,3%. Ngày hôm nay cái buổi tọa đàm chúng tôi có mời đến hai cái đại diện của hai cái ngành rất quan trọng. Và đầu tiên thì chúng tôi muốn rằng là anh Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ một chút thông tin về tình hình hoạt động của cái ngành du lịch trong thời gian vừa qua. Xin mời anh Quốc Kỳ. Sáng hôm nay để chúng ta có cái buổi trao đổi, và tôi cũng đã nghe được cái báo cáo của bên tổng cục thống kê, những con số biết nói về cái hoạt động của kinh tế nói chung. Một con số đáng buồn là tất cả đều giảm. Và tôi xin, trong cái bối cảnh chung đó thì du lịch cũng giảm rất là sâu. 6 tháng đầu năm nay á, cho đến bây giờ tháng 9 là 3 quý rồi á, thì ngành du lịch thực chất á, mới có làm được có 3 tháng thôi. Mới có làm được tháng 2 và tháng 3, tháng 4. Còn lại là bắt đầu tháng 1 thì bị ảnh hưởng của cái phía Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng của cái đợt dịch đợt thứ 3. Còn cho nên là bị ảnh hưởng tháng 12 và tháng 1. Ở tại thời điểm mà từ tháng 5 trở đi đấy, khi bắt đầu 27 tháng 4 dịch bùng phát á, thì đến tận giờ này thì tất cả ngành du lịch đã đóng cửa toàn quốc. Và cái tốc độ giảm á, thì báo cáo các anh chị là giờ này á, thì nó là con số bằng không. Chúng ta phải nói bằng không, chứ không thể nói hơn được. Và với 9 tháng mà chỉ kinh doanh được có 3 tháng mà hoàn toàn khách trong nước, không có khách quốc tế. Khách quốc tế của chúng ta thì từ đóng cửa từ tháng 3 năm 2020 đến giờ, cho nên là hoàn toàn không có khách quốc tế. Những khách quốc tế mà chúng ta tạm gọi là quốc tế, thực chất là những người chuyên gia, những cái người mà đi qua cửa khẩu chúng ta tính toán gọi là khách quốc tế thôi. Còn khách du lịch thực sự thì từ tháng 3 năm ngoái chúng ta đã dừng rồi. Tháng 3 năm ngoái đến nay đã dừng rồi. Và các khách sạn, nhà hàng, hệ thống dịch vụ, nó có 4 cái đơn vị mà chúng ta thấy là nó nổi bật nhất là lữ hành, vận chuyển và dịch vụ, thì hầu như là đứng dừng hết. Như con số chúng tôi có đấy, thì từ thời điểm đặc biệt là lúc mà giãn cách thì chỉ 16 giờ thì đóng cửa 100%, và hầu như tất cả đã ở cái mức gần như kiệt quệ. Cái hệ thống này là một cái đấy là một điều rất là đau lòng. Chúng ta đều biết là cái hệ thống, nhưng rất nhiều cái hệ thống trung tâm du lịch lớn của chúng ta, tham quan giải trí lớn của chúng ta, với cái mức độ đang nhận 18 triệu khách du lịch quốc tế một năm vào năm 2019 và đến 83 triệu lượt khách nội địa, thì đến tháng 5 thôi, tháng 6 năm 2021 thì đã tất cả còn trẻ con số 0. Nó dẫn đến hàng vạn lao động bị mất việc và hàng vạn doanh nghiệp phải dừng sản xuất. Đây là cái con số mà cũng không vui lắm. Ngay bản thân Viettravel chúng tôi, trong bối cảnh tình hình du lịch chung như thế, thì Viettravel chúng tôi cũng cái mức độ giảm cũng rất là nặng, là một đơn vị đứng đầu trong ngành du lịch. Nhưng mà cái
với 1.700 nhân viên. Thì cái thời điểm mà có những thời điểm chúng tôi đến cơ quan chỉ còn độ 15-20 người thôi để duy trì cái những hoạt động hành chính thông thường và những cái bảo vệ để bảo vệ cơ sở vật chất thôi. Và tất cả các doanh thu tôi cũng xin nói rất là cũng vui vẻ chia sẻ thôi. Doanh thu của Viettravel một năm là 7.000 đến 8.000 tỷ một năm. Thì đến giờ này sau 3 tháng hoạt động thì chúng tôi còn đang lo là không biết đạt được cái mức còn độ được khoảng độ 10% không. Chúng tôi đang rất là lo không được biết đạt được 10% không. Nếu từ nay đến cuối năm quý 4, nếu mà chính phủ chưa biết là có cho đi theo thẻ xanh thẻ vàng thế nào và cái tâm lý của người dân mới được giải tỏa hay không, thì chúng tôi nếu mà được giải tỏa ra thì mới may ra năm nay bằng 10% của năm 2019. Đó là con số mà chúng tôi chưa từng nghĩ thấy. Nó đánh lùi lại Viettravel, nó đánh bật lại vào quãng với doanh số mà chúng tôi hy vọng năm nay được khoảng độ 700-800 tỷ ấy, thì nó đánh bật lại Viettravel vào quãng 2007-2006. Tức là đánh lùi lại 13-14 năm. Với Viettravel thì là một đơn vị đứng đầu cả ngành du lịch như thế, còn bị như thế thì các ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước chúng tôi biết thì tất cả các công ty du lịch lữ hành cái máy cái để tạo ra khách để kéo khách là phải dừng hết. Còn đối với hàng không thì Viettravel Airlines chúng tôi ra đời từ tháng 12 năm 2020 với dự báo rằng là năm 2021 sẽ có, theo như đánh giá dự báo của rất nhiều chuyên gia và của chính phủ lúc đó, thì chúng tôi đánh giá là 2020 sẽ 2021 sẽ bắt đầu khôi phục trở lại được. Nhưng mà đến 2021 thì tình hình rất là tệ và nó chỉ bay được đến tháng 5 là phải dừng. Và tất cả các hãng hàng không đã phải dừng đến tận giờ này chưa ai bay được hết. Toàn bộ là anh đề lắm thì chắc hơn tôi. Thì Viettravel Airlines cũng thế, phải dừng hết toàn bộ. Hàng trăm phi công, rồi là tiếp viên, rồi máy bay, khí tài, tất cả phải đậu trên, nằm im trên sân đường băng và nó gây ra một cái tổn thất về tài chính vô cùng lớn, vô cùng lớn. Thì chúng tôi cho rằng là những cái tình hình như thế là trong bối cảnh chung, chúng ta đều thấy các nhiều sàn nhà máy xí nghiệp, nhiều đơn vị không thực hiện được ba tại chỗ, chúng ta cũng phải dừng. Thì chúng tôi cho rằng chúng tôi cũng nằm trong tình trạng chung thôi. Nhưng mà với ngành du lịch thì đây là một cú đánh mạnh quá. Nó vượt ra khỏi tất cả những cái từ trước đến nay ngành du lịch đã đối đầu, kể cả từ năm 1997, khủng hoảng kinh tế châu Á, 2002 với SARS, COVID, với SARS 2002, rồi bớt flu 2003. Nhưng mà đến 2008 là khủng hoảng kinh tế thế giới, thì đến cái COVID này thì nó vượt qua tất cả. Và nó đẩy ngành du lịch Việt Nam về lại con số 0. Tôi cũng trao đổi với lãnh đạo Tổng cục Du lịch ngày hôm qua, cũng đang tìm kiếm những phương án để phục hồi, để kéo lại cái ngành mà chúng ta gọi là kinh tế mũi nhọn. Kinh tế mũi nhọn nó mang đến 11% GDP. Chúng ta biết là nếu mà cái hụt thu của ngành du lịch từ đầu 6 tháng đầu năm nay á, nó cũng khoảng độ trên 183.000 tỷ, thì nó đâu đó nó cũng khoảng độ, chúng ta tính ra thì cũng là 6-7 tỷ đô. Chúng ta nhập siêu, chúng ta nhập siêu trong năm, trong 6 tháng đầu năm của chúng ta là hơn 1,7 tỷ đô la, chiếm 1,4 mấy tỷ đô la, 1,5 tỷ đô la. Thì nếu chúng ta giữ được du lịch thì chúng ta không bị cái nhập siêu này, du lịch sẽ bù lại được cái phần nhập siêu đó mà chúng ta cũng mất luôn. Và với tình hình thế này thì chúng tôi đang rất là có nhìn rất là bi quan về ngành du lịch có tồn tại được không, có tồn tại được không. Trong bối cảnh chung các nước xung quanh đã mở lại du lịch, các nước xung quanh đây là một tín hiệu rất là sốt ruột, các nước xung quanh đã mở lại du lịch, đặc biệt là các nước châu Âu và Mỹ thì du lịch của họ phục hồi khá nhanh vì với tỷ lệ tiêm chủng vaccine của họ, và họ đã phục hồi được trong dịp hè vừa qua. Ngay nước sắp chúng ta thôi, ở Trung Quốc thì họ vẫn chưa mở cửa quốc tế, nhưng mà cái lượng khách du lịch nội địa của họ tăng rất là nhanh và họ đã phục hồi lại gần như bằng trước dịch. Chúng tôi đã có đối tác rất nhiều với Trung Quốc, trao đổi với họ thì họ đã phục hồi được cái gần như bằng trước dịch. Đây là một tín hiệu mà chúng ta thấy nó hơi lo lắng trong bối cảnh các nước cạnh tranh điểm đến với chúng ta như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia thì họ đang mở.
Tuy nhiên là chúng ta cũng nhìn thấy là cái muốn mở thì phải an toàn, phải an toàn. Thì với tỷ lệ tiêm vaccine của chúng ta hiện nay thì rõ ràng là Việt Nam chúng ta nhìn chung cả nước ấy, tỷ lệ như hiện nay thì phải đánh giá là chưa bằng các nước xung quanh. Do đó chúng ta vẫn chưa được, chưa yên tâm lắm khi mở cửa. Ngay Phú Quốc, Bộ Thủ tướng chỉ đạo và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cùng với Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang đang họp rất nhiều phiên để bàn mở cửa Phú Quốc. Nhưng sát đến ngày chuẩn bị mở thì nó lại bùng ra cái đợt dịch ở Dương Đông. Và nó bùng ra thì đến giờ này thì đang cũng cố gắng dập dịch. Thì từ tháng 10, tính mở tháng 10 bây giờ phải chuyển sang cuối tháng 11. Ngay Phú Quốc là cái điểm mà chúng ta tính là điểm thí điểm đấy. Thì chúng tôi cho rằng là tình hình du lịch từ nay đến cuối năm sẽ còn khó khăn nữa. Và chúng tôi dự báo là khả năng du lịch của Việt Nam của chúng ta có khả năng là mất hết năm 2021 này. Và đâu đó nó chỉ có thể bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 thôi. Đây là dự báo rất xấu. Trước đây với cái chính phủ, nghị quyết chính phủ và cái quyết tâm của chính phủ 15 tháng 9 ấy, thì chúng tôi đặt dự báo là tháng 11. Nhưng nay với tình hình này ấy, chúng tôi phải đẩy lùi cái dự báo sang tháng 1 năm 2022. Chứ không thể tính toán sớm được. Đây là cái thực tế mà nó đặt ra. Ở đây tôi cũng muốn nói thêm một ý, tức là cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi đang đặt lại trong cái bối cảnh như thế. Chúng tôi đang đặt nặng vào trong cái du lịch nội địa. Nếu du lịch nội địa mà có phát triển được, có kéo đẩy du lịch nội địa thì nó mới là cứu cánh, cứu cho ngành du lịch Việt Nam. Du lịch Việt Nam chúng ta mà trong du lịch quốc tế giờ này là không có ai đâu. Thực sự là hình ảnh chúng ta bị, hình ảnh và cái điểm đến an toàn chúng ta bị tàn phá trong cái thời gian vừa qua. Người ta không yên tâm khi đến Việt Nam. Tôi nói rất là thật. Cho nên chúng ta phải tính toán lại là người Việt Nam đi du lịch Việt Nam thôi. Người tỉnh nào đi tỉnh đó và sau đó chúng ta mở rộng ra qua cái hình thức của vaccine v.v. Nhưng mà chúng tôi đánh giá là từ nay đến cuối năm thì du lịch nội địa cũng chưa hẳn đã khả năng phát triển. Ở phía Bắc sẽ phục hồi nhanh hơn, du lịch nội địa phục hồi nhanh hơn ở phía Nam. Các tỉnh phía Nam, đặc biệt là vùng động lực tăng trưởng kinh tế Đông Nam Bộ sẽ phục hồi chậm hơn về du lịch so với các tỉnh thành ở phía Bắc. Và các trung tâm du lịch lớn của cả nước hiện nay thì nếu chúng ta không có chính sách tiêm chủng nhanh thì khi mà đưa khách đến thì không khéo là nó lại trở thành ra một những điểm lây lan dịch bệnh. Với tình hình như thế, chúng tôi cũng lo lắng tiếp là cái vấn đề về cái tình hình mà cấp thẻ xanh, tức là cái thẻ xanh, thẻ vàng hiện nay ấy, thì mặc dù rất nhiều đơn vị đã đưa ra nhưng mà chúng tôi thấy là nó chưa có một cái gì chỉ đạo chung từ chính phủ, mà mỗi tỉnh thành tự mình đặt ra một cái thẻ xanh, thẻ vàng theo tiêu chuẩn của mình. Và với những tiêu chuẩn như thế đó, thì du khách rất khó mà đi xuyên được tỉnh này sang tỉnh kia, xuyên vùng. Vì cái chuẩn của địa phương này chưa chắc đã hợp với địa phương khác và họ chưa chắc đã chịu nhận. Có lẽ là chính phủ cần phải có một cái ban chỉ đạo quốc gia về COVID phải khẳng định cái thẻ xanh. Với như thế thì được đi cả nước và không các địa phương không đặt ra những cái rào chắn riêng. Họ thẻ vàng sẽ được đi đến đâu thì chúng ta mới khai thông được cái luồng của hàng không và du lịch, mới khai thông lại được cái luồng vận chuyển. Trước hết là giao thông vận tải đã. Giao thông vận tải là mạch máu mà. Sau đó là du lịch sẽ bám vào theo và phát triển theo. Vì chữ du là đi rồi mới đến lịch. Cho nên là phải khai thông lại được giao thông vận tải trước rồi mới đến du lịch sau. Với tình hình như thế thì chúng tôi đánh giá rằng du lịch khả năng sẽ... nhiều anh mong muốn là có sự đột phá khẩu. Chúng tôi cũng rất mong muốn như thế. Nhưng mà chúng tôi đã cho rằng là khả năng mang tính nội vùng thì có thể tháng 11, 12 và đến mà có tích cực vaccine mà tích cực cho chính phủ công bố thì cũng phải đến tháng 1 năm 2022 du lịch mới có thể trở lại cái con đường hồi phục của mình được. Còn từ đây cho đến cuối năm cố gắng tồn tại. Chúng tôi trong ngành du lịch chẳng nên đùa với nhau á, là phải sống cho đến lúc bình minh, sống cho đến lúc bình minh, chứ còn không thì rất là gay. Thì các anh chị cũng biết là các anh chị cũng đã đi nhiều rồi ở Hà Nội, các anh chị cũng thấy trông vậy thôi, Hà Nội trung thu vậy thôi, nhưng mà các anh chị thấy tất cả hệ thống dịch vụ khách sạn, nhà hàng của du lịch đóng cửa hết, nó đóng hết. Và công và người lao động hiện nay á, lấy lại kéo lại được lực lao động, ngành du lịch là ngành thâm lạng lao động rất cao, hay nói khác là thu hút lao động rất cao. Bây giờ mà thu hút lại được lao động nó không dễ đâu, không dễ mà kéo lại được đâu.
thì cái lực lượng lao động gần như là như tôi nói bây giờ cái quay trở lại ngành du lịch của họ là cũng khó, kéo lại là nó khó, còn họ để họ quay trở lại ngành du lịch cũng khó, nhất là cái giải những cái gói giải ngân vừa qua các anh chị cũng đề đặt bắt đầu đấy, những cái gói giải ngân hỗ trợ của chính phủ chúng ta thì nhiều vấn đề quá, cho nên là chủ trương thì có nhưng mà cái rào cản hay cách khác là cái thủ tục đặt ra nhiều quá, và cái bước đi chúng tôi chưa hẳn đánh giá là cao trong cái chính sách ban hành vấn đề hỗ trợ lao động vừa rồi, cho nên rất nhiều lao động của Vietravel chúng tôi 1.700 người nhưng nhận được cái gói hỗ trợ theo cái gói mà gần đây nhất 3.700.000 mà hỗ trợ hướng dẫn du lịch á, thì chỉ có đâu đó 141 người thôi, 141 người thôi, tức là theo đủ được theo tiêu chí được nhận, thì con số này nó không, dù sao cũng một chút cũng là vui, nhưng mà con số này đối với một doanh nghiệp thì không ổn. Ở đây tôi cũng xin các anh sẽ nói thêm về cái sự trợ giúp của chính phủ đối với doanh nghiệp. Tôi chỉ nói một ví dụ thôi để chúng ta, các anh chị có ý kiến thêm cái độ linh hoạt của chính sách và cái độ sâu sắc của chính sách. Là khi hỗ trợ, tại sao không dùng doanh nghiệp, chính doanh nghiệp đó để hỗ trợ cho người lao động? Chúng ta đang thu thuế các thu nhập cá nhân, đang nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các doanh nghiệp, người lao động qua doanh nghiệp. Nhưng mà khi cái gói của chính phủ thể đưa về địa phương, mà tính chất điện lao động nó phân tán cả nước như thế này á, người ta lao động đi về địa phương thì địa phương biết đâu nữa mà để mà cấp, mà gây gánh nặng cái địa phương nữa. Cho những lao động mà có hợp đồng lao động mà có giao kết với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có phát biểu nhiều lần rồi là chính phủ phải tin và phải coi doanh nghiệp là đồng hành, là đối tác chứ không phải là đối tượng, và như thế thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp, và chúng ta trả thẳng lương từ người có gói cứu trợ đó, chúng ta thẳng trả thẳng vào cái quỹ lương, cái thẻ lương là xong. Nhưng mà vẫn đưa về địa phương rất nặng nề, địa phương yêu cầu giấy photocopy thôi thì chỉ thị 16 đóng cửa hết, các tiệm photocopy đóng cửa hết thì lấy đâu một photo, nó rất đơn giản vậy thôi thì đã thành chuyện rồi. Cái 4.0 chúng ta chưa có, thế nên là cái gì cũng phải giấy tờ, nó khó. Tôi có một ví dụ khác, Vietravel có một công ty ở Úc, Vietravel Australia, chúng tôi có 6 văn phòng ở nước ngoài. Thì từ lúc mà đóng cửa đến giờ, cái công ty phải đóng cửa, Úc nó yêu cầu đóng cửa, thì chúng tôi bắt buộc phải đóng cửa. Nhưng mỗi tháng, cái tiền thuê á, tiền thuê văn phòng á, 2.500 đô á, là họ cứ trả đều, và đến nay là 50 mấy ngàn đô rồi, cứ trả đều cho chúng tôi như vậy, đóng cửa đến đâu trả tiền đến đó. Còn tất cả những người lao động ở trong làm việc ở tại công ty đấy mà có nộp thuế ấy, thì họ lấy cái mã số an sinh xã hội, chúng ta gọi là bảo hiểm xã hội đấy, cộng với cái tiền lương mình trả gần nhất là bao nhiêu thì họ cứ trả đều đặn tùy theo cái 700 đô một tuần họ trả suốt, và điều này giúp cho người lao động có tiền để sinh sống, để mua bán, để có thể là không làm đứt đoạn cái dòng tiền tiêu dùng của xã hội. Ở bên Mỹ cũng thế, chúng tôi có văn phòng ở Mỹ cũng thế, văn phòng ở Pháp cũng thế. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng tôi có đề nghị các doanh nghiệp được thuê đất của chính phủ, đất và nhà của chính phủ được giảm tiền đất, tiền nhà. Thì chính phủ cũng là đã nói chuyện này rồi nhưng mà không làm. Thì điều này chúng ta thấy là cái rõ ràng nó đang có những cái gì đó mà doanh nghiệp chúng tôi trong hội hội doanh nghiệp ngồi nói chuyện với nhau đó, là không vui. Không vui, và có cái điều gì đó chúng ta nói nhiều quá. Thì chúng tôi chỉ đề nghị là hôm trước chúng tôi cũng có đề nghị khi họp với chính phủ, cũng đề nghị là cái gì chính phủ đã ban hành, cái gì chính phủ đã có thì hãy thực hiện nghiêm túc, nghiêm chỉnh, thực hiện đến cùng. Chứ còn nếu mà nói xong rồi không có rất là khó cho người, cho doanh nghiệp đi trả lời người lao động mà tại sao nghe báo thế mà tại sao doanh nghiệp không làm. Thì trong bối cảnh khó khăn này thì chúng tôi chỉ có những cái trao đổi như vậy để các anh, chúng ta đây rất nhiều các anh ở những cái đơn vị, những cái cơ quan quản lý nhà nước, chúng ta có thêm thông tin, các chuyên gia kinh tế có thêm thông tin để các anh có thể là tổng hợp lại, trở thành một cái bức tranh chung để chúng ta có những tư vấn và tham mưu những cái chính sách cho chính phủ. Xin cảm ơn các anh. Có một cái ngành, một ngành mà liên quan rất chặt chẽ đến là cái ngành, đến ngành du lịch, đó là hàng không. Xin mời anh Đề cho một vài cái con số và các cái ý kiến của anh về cái tình hình của cái ngành hàng không hiện nay. Cảm ơn các anh.
Thì vì trong cái hôm nay thì chúng tôi cũng nói sâu thêm về cái việc mà những cái khó khăn mà đã nêu ra, thì trước hết là vấn đề là ngành hàng không là một cái ngành mà rõ ràng là cái có cái vốn đầu tư chi phí vận hành rất lớn, nhưng mà tỷ trọng về tỷ suất lợi nhuận thì nó cũng không phải là nó cao. Thì nhưng mà thấy là chúng ta qua đây thì tôi thống kê là một số, ví dụ là chi phí bình quân của hai cái hãng không lớn thôi, thì là bình quân ngày ấy, là như là năm 19 thì chúng ta bình quân là gần 400 tỷ, tức là khoảng 396 tỷ đồng cả. Thế và chi phí bình quân hàng tháng là chi phí những cái mùa khi mà như là năm 19 là cái năm trước lúc dịch bệnh thì là khoảng là gần 12.000 tỷ đồng một tháng. Và chi phí bình quân của hai hãng không năm 20 thì rõ ràng là nó do cái sản lượng và do cái dịch bệnh thì chúng ta thấy là nó đã giảm là chi phí bình quân ngày là khoảng 186 tỷ đồng ngày, và nó khoảng là 5.500 tỷ đồng trên một tháng. Như vậy là đến năm 21 thì chúng tôi thấy là cái chi phí mà 6 tháng đầu năm 21 thì chúng tôi thấy là bình quân chi phí ngày là khoảng 77, và nó khoảng tháng là khoảng 2.000 gần 2.001, thì đây là từng bấy là cả lớn, chưa tính là chúng ta trong 6 hãng không thì còn là 4 cái hãng như là Bamboo Airlines, rồi là Vietjet Airlines, rồi là Pacific và Vasco. Thế thì tình trạng như vậy thì chúng ta thấy là cái nhu cầu về vốn là để mà thực hiện cho cái hãng không hiện nay là rất cao, cho nên là các hãng không thì ngoài ra như hiện nay tình trạng mà khi máy bay phải nằm chờ sân bay những thời gian vừa rồi năm nay là tương đối là kéo dài, thì nó khoảng là 80-90% là số lượng máy bay chúng ta nằm chờ các sân bay, cho nên cái chi phí mà để mà chi thường xuyên mà chúng ta vẫn phải thực hiện là chúng tôi cũng đã quan sát sơ bộ là cũng phải bình quân là trên 100 tỷ đồng một ngày. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta về, cho nên là cái nhu cầu về vốn thì sự báo cáo ra là chúng tôi thấy là nhu cầu để mà chúng ta đảm bảo hiện nay lên đến là để mà trả cho các cái đối tác thuê mua máy bay và đối tác cung cấp dịch vụ đầu vào, duy tư bảo dưỡng và một số chi phí cho nhân viên, thì rõ ràng là cái nợ ngân hàng cũng như nợ thì trả cho các hãng công hiện nay là nó khoảng là trên 40.000 tỷ đồng. Đấy, dòng tiền hoạt động các hãng do cái doanh thu chúng ta giảm như vậy, cho nên cái dòng tiền hoạt động các hãng chúng ta hiện nay là dưới một cách rất nghiêm trọng. Đấy. Trong khi đó thì cái thị trường chúng ta thấy là cái thị trường bay quốc tế thì chúng ta tính là nếu mà là theo thống kê mới nhất chúng ta giảm 96%. Thế còn thị trường nội địa thì như là tôi đã thông báo rồi là tình trạng chúng ta hiện nay chúng ta đang trước đây thời gian cao điểm là khi phục hồi lại rất là nhanh thì chúng ta là bằng cái thời kỳ là năm 2019 thì có lẽ là ngày chúng ta từ 400 đến 600 chuyến bay ngày, nhưng mà hiện nay là chúng ta đang thời gian thời điểm này chúng ta đang có cái việc phục hồi từng bước lại thì nó chỉ khoảng giảm 89% từ thời điểm hiện nay là khoảng 50 chuyến bay ngày. Thì đây là một điều mà chúng ta thấy là rõ ràng là những cái vấn đề mà chúng tôi là đã nêu ra, thì những cái khó khăn thì cũng đã được các bộ ngành và quan tâm đánh giá và cũng có cái chỉ đạo và nắm bắt thường xuyên, nhưng rõ ràng là những cái phần kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp hàng không thì chúng tôi thấy là do thằng cái gì là chúng tôi cũng muốn là tiếp tục là cũng có cái sự hỗ trợ cho hàng không một cái khoản đầu tư để mà nuôi dưỡng cái nguồn thu và chung về dài hạn, hỗ trợ không để đảm bảo mục tiêu kép như là tinh thần là chúng ta việc vừa hỗ trợ cho hàng không cái cơ hội phát triển thì bảo toàn được cái nguồn vốn, cân đối cái nguồn ngân sách và hỗ trợ được cái thanh khoản. Thì do vậy thì chúng tôi thấy là đi vào những cái chính sách đối với ngành hàng không, chúng tôi đề nghị là như là ý kiến tiếp theo ý kiến của anh Kỳ, thì chúng tôi thấy là cũng có lại một cái chính chỉ đạo các bộ ngành liên quan thì là chúng ta quan tâm đến cái thị trường phục hồi, sớm công nhận hộ chiếu vaccine với các quốc gia để nối đường bay Việt Nam, và chúng ta từng bước khởi động lại cái việc là bay quốc tế.
Thì đây là một thứ nhất. Thứ hai, còn đối với lại cái bay nội địa thì rõ ràng là đề nghị là chúng ta cũng sớm cho phép là những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc 1 mũi vaccine là được sớm đi lại để làm việc. Thì tất nhiên là chúng ta phải tuân thủ cùng với là cái tuân thủ 5K của các quy chế kiểm soát dịch bệnh để chúng ta đảm bảo vừa an toàn của dịch bệnh, nhưng mà chúng ta khởi động lại cái việc đi lại cũng như để mà hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế. Đấy là những cái điều mà chúng ta thấy như vậy. Cho nên là về chính sách, về nguồn vốn thì chúng tôi cũng có cái đề nghị, và đối với chính phủ và quốc hội thì rõ ràng chúng ta nên xem xét để cho các hàng không trước đây cũng đã quan tâm đến các hàng không với là vai trò là cổ đông, rồi là với chính sách như đối với Việt Nam Airlines thì bây giờ chúng tôi cũng tiếp tục, chúng tôi đề nghị là xem xét cho các hàng không khác thì cũng thể vay cái lãi suất là 0% như thực hiện những cái gói với Việt Nam Airlines. Mục đích là nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh, một hai giúp các hàng không giải quyết cái thanh khoản nó tốt hơn. Số vay cụ thể đương nhiên là căn cứ vào cái nhu cầu của cái từng và căn cứ vào cái quy mô thị phần đóng góp ngân sách trong thời gian qua và khả năng đáp ứng ngân sách. Thứ hai là cũng đề nghị chính phủ đề nghị là đây là một cái chủ trương tôi cho là rất là phù hợp, mà như là chủ tịch quốc hội đã nêu thì chúng tôi thấy là đối với hiệp hội không thì vẫn là đã có cái đề xuất là đề nghị một cái gói vay khoảng 200 tỷ đồng ưu đãi về lãi suất cho các hãng không như đề xuất từ tháng 11 năm 2020. Mục đích là nhằm để giúp các hãng chi thường xuyên và mua sắm vật tư thiết bị và thực hiện các chương trình dự án bảo trì và duy trì các hoạt động trong thời gian mà dịch bệnh là nó còn kéo dài. Thì với hơn là bên cạnh đó thì các chính sách về thuế thì nó đã mang lại tương đối là kịp thời, nhưng mà về mức thì chúng ta thấy là cũng nên đảm bảo, nhưng mà trong cái đó riêng là về cái thuế môi trường chúng tôi vẫn là đề nghị là sớm là có cái chính sách để mà giảm nó sâu hơn, tức là giảm 70% thuế bảo vệ môi trường cho các hàng không, chứ mức giảm 30% hiện nay thì nó còn thấp và nó xứng với những thiệt hại của các hàng không hiện nay. Và đấy là một cái điều. Còn về cái phí và lệ phí thì cái này đối với các doanh nghiệp hàng không thì đang dự thảo thông tư, thì ý kiến chung của các doanh nghiệp hàng không chúng tôi thấy là đây là một cái chủ trương là trước đây chúng ta đã xem xét và đã đánh giá, nhưng mà do chưa được hết cái thời gian kéo dài cái dịch bệnh thì chúng tôi thấy là cũng là sớm ban hành về cái mức thì cơ bản là nhất trí, nhưng mà còn cái phần thời gian chúng tôi thấy là cái thời gian nên là như kỳ nêu là có thể phục hồi từ tháng 11 nhưng mà góc độ hàng không chúng tôi thì là dự báo thế giới thì nó khác nhau, mọi người thì đến hết năm 2022, người đến 2023, nhưng mà được Việt Nam ta nếu chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh thì chúng tôi vẫn thấy là nên là nếu mà khắc phục tốt thì đến hết năm 2022 thì chúng ta sẽ phục hồi lại được, nhưng mà ít nhất là cũng phải đến tháng 6 năm 2022 cho bên. Do vậy là các chính sách thì chúng tôi cũng đề nghị là có cái thời gian kéo dài đến cái thời gian tháng 6 năm 2022 thì như vậy sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tốt hơn. Thì trong cái thời điểm mà dịch bệnh thì chúng tôi cũng thấy là mặc dù có khó khăn nhưng mà các cái doanh nghiệp hàng không cũng đã rất là cố gắng để mà rà soát lại, cắt giảm các cái chi phí cũng như là xoay sở những phần mà với các đối tác để cùng chia sẻ những cái khó khăn hiện nay, như là đối với ngân hàng cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng mà chúng tôi thấy là những cái đề nghị bằng tầm có thể là nó rộng hơn và đòi hỏi chính sách và phạm vi mà như là quốc hội nêu một cái gói là như cái thời kỳ mà hỗ trợ trong thời kỳ năm 19 đấy, năm 19 thực cho các những người làm rõ ràng đây là một cái những gói mà chúng tôi thấy là hết sức cần thiết để mà tác động các doanh nghiệp, bởi vì là trong những dịch bệnh như vậy mà hàng không vẫn là một trong những cái làm một cái điểm sáng để mà đóng góp trong việc mà tham gia rồi là giải cứu cũng như là kích cầu du lịch. Cho nên là khi mà thị trường phục hồi thì chúng ta có sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì chúng ta mới có cái điều kiện để mà chúng ta thực hiện các cái gói kích cầu để chúng ta thúc đẩy cả cả ngành du lịch và hàng không cũng như là cái việc đi lại cũng như là tác động đến cái ngành kinh tế chung. Thì đây là một cái điều mà rõ ràng là không phải là
là chúng ta kỳ vọng lớn, nhưng mà sẽ đánh giá chung thì là cái thị trường của Việt Nam chúng ta về lĩnh vực hàng không thì vẫn là một cái thị trường mà được đánh giá là thị trường sẽ có cái hồi phục nhanh trong khu vực và trên thế giới. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy là cũng cần có một cái chính sách chung sớm là hỗ trợ cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không và các hàng không thế này. Xin cảm ơn tất cả đây. Không nói thì hầu như tất cả mọi người đều biết cái khó khăn của nền kinh tế nó như thế nào và các cái ngành bị tác động nặng nề đã làm sao, đặc biệt là những cái ngành mà không có doanh thu như là ngành du lịch, ngành hàng không. Từ một cái thực tế như vậy cho nên là ngày 16 tháng 9 vừa qua thì chủ tại một cái phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Vương Đình Huệ có đưa ra một cái gợi ý là cần phải triển khai ngay một cái gói kích cầu hỗ trợ lãi suất, quy mô của cái ngân sách khoảng trên 2.000 tỷ đồng giải ngân qua cái hệ thống ngân hàng, và theo đó thì có thể kéo theo một cái quy mô dư nợ tín dụng khoảng độ trên 60 đến 65.000 tỷ đồng. Những con số này một lát nữa anh Nguyễn Tuấn, anh vụ trưởng vụ tín dụng sẽ phân tích một cách rất là chi tiết. Thế và để chuyển sang cái phần này thì có lẽ tôi xin mời tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa sẽ có những cái ý kiến và review lại những cái thông tin về cái gói kích cầu lãi suất 2009 và những cái quan điểm của ông về những cái, về cái gói mới nó như thế nào. Xin mời ông. Có thể nói tức là cái gợi ý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng là một cái lời gợi ý mà chúng ta rất là đáng quan tâm và cũng phải nghiên cứu một cách thật là cẩn trọng. Có thể nói là cái kinh nghiệm quốc tế thì trong cái đợt dịch này là những cái tổn thất về tài chính kể cả cho ngân sách, cho khu vực ngân hàng cũng như cho dân chúng là chưa từng có trong lịch sử. Có thể nói tức là một cái tổn thất vô cùng nặng nề, và những cái gói tài trợ của các chính phủ cho nền kinh tế của họ rồi cho dân chúng của họ cũng chưa từng có. Chúng ta thấy nên là Mỹ là tài trợ lên tới trên 6.000 tỷ, với cái GDP của Mỹ thì đâu đó khoảng 10.000 tỷ. Nhật Bản thì cũng đã tài trợ sắp xỉ khoảng 2.500 tỷ, cái GDP của Nhật Bản đâu đó cũng có khoảng 4.500 tỷ. Châu Âu cũng vậy, và các cái nước Đông Nam Á cũng có những cái gói hỗ trợ rất là lớn. Thế nhưng mà các cái chính phủ này thì thường hỗ trợ một cách trực tiếp bằng tiền, thông qua cái việc tức là hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp bị mất việc làm, thì là hỗ trợ thất nghiệp. Nó giống như là ở Mỹ là quay trở lại cái chính sách gọi là tem phiếu thực phẩm của năm 2008. Thế là hiện nay có tới 45 triệu người Mỹ là sống bằng tem phiếu thực phẩm. Thế thì chưa thấy có một cái nước nào tài trợ thông qua con đường ngân hàng, vì theo quan điểm của các cái ngân hàng cũng như cả nước thì họ cho rằng tức là nếu tài trợ qua ngân hàng thì phải tài trợ trực tiếp bằng cái việc là cho vay mới, tức là bởi vì những cái doanh nghiệp gặp khó khăn thì người ta đã không đủ điều kiện để vay nữa, tức là đã có nợ xấu, không có tài sản đảm bảo. Thế mà chúng ta chỉ tài trợ lãi suất thì chả giải quyết gì được với họ cả. Họ có được vay đâu mà được tài trợ lãi suất. Thế thì một số nước thì người ta thành lập các cái nhóm ngân hàng và tài trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp bằng cách tức là cho vay tín chấp. Có thể là có bảo lãnh, có thể là không có bảo lãnh. Tức là tạo ra một cái luồng tín dụng mới thực sự cho những cái doanh nghiệp mà không còn đủ điều kiện để vay của ngân hàng. Nhưng mà cái này thì một số nước như là Mỹ và châu Âu làm cũng rất là hạn chế. Còn cái cách phổ biến nhất mà các nước muốn làm để giảm lãi suất cho các doanh nghiệp là người ta dùng cái công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, tức là người ta tăng cung tiền lên.
và hạ lãi suất điều hành của ngân hàng cũng như là thấp. Rồi thì dựa vào cái lãi suất điều hành đấy thì là các ngân hàng nước ngoài có thể là giảm lãi suất cho vay, giảm lãi suất huy động. Cách làm này thì là đài trà cho tất cả các doanh nghiệp, những ai còn có đủ điều kiện để đi vay vốn ngân hàng. Đây là kinh nghiệm quốc tế. Thế còn ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy tức là chúng ta đã từng làm một cái gói hỗ trợ lãi suất năm 2009. Cái gói đấy thì là tôi cũng là một trong những người trong cuộc, cũng thảo luận rất là nhiều, rất là kỹ, và thậm chí tức là góp những ý kiến vào cái việc tức là thiết kế ra một cái gói như vậy. Thì hồi đó thì chúng ta tài trợ tương đối là mạnh tay, vì là GDP nó suy giảm rất là mạnh sau khủng hoảng 2008. Cái mức tài trợ hồi đó tức là vào khoảng 4-5% lãi suất, rất là cao. Và cái gói tài trợ đấy thì riêng tài trợ lãi suất thì là cũng đã lên tới tức là khoảng lúc đầu là khoảng 14.000 tỷ, sau này đại gia chúng ta hạch toán ra là có thể lên tới là 19.000 tỷ, chứ không phải là 20.000 tỷ bây giờ. Thế thì vào thời điểm đó thì chúng ta có mấy cái chốt mà không kiểm soát được. Cái chốt thứ nhất thì là tăng trưởng tín dụng được nới lỏng quá mức. Năm 2009 nên là tăng trưởng tín dụng, như các anh em chỉ thấy trên cái slide tôi vừa mới chiếu lên đấy, tức là lên tới là 37.73%, là một tăng trưởng khủng khiếp. Và đến năm tiếp theo thì là cũng khoảng 27%. Bởi vì tăng trưởng tín dụng cao như vậy cho nên dẫn đến cái chuyện tức là lạm phát CPI là năm 2009 thì mới ở cái mức 6.88, nhưng mà năm 2010 nó lên tới 9.19, và đặc biệt là năm 2011 thì nó lên tới 18.58%. Và thực ra thì chúng ta nhìn thấy là GDP thực ra tăng cũng không nhiều. Năm 2009 là 5.32, năm 2010 tăng lên 6.78, năm 2011 thì tăng lên 5.89, nhưng mà sau đó rồi thì nó lại giảm. Nói tóm lại tức là đâu đó là tăng trưởng kinh tế đã bị lạm phát làm xói mòn. Và đây là cái điều mà lần này nếu chúng ta làm thì chúng ta phải rất là cân nhắc. Thì chốt thứ nhất tức là vẫn giữ được cái mức tăng trưởng tín dụng hợp lý, đừng để nó đẩy lên quá cao. Mức bao nhiêu thì rồi trong đời chúng ta sẽ bảo, có các anh ở ngân hàng trung ương rồi sẽ định. Cái thứ hai tức là phải cũng đưa ra một cái chốt, tức là đừng có để lạm phát lên quá cao. Mức nào chúng ta có thể chấp nhận được, ví dụ như chúng ta quốc hội thì cho phép 4%, thì nếu thực hiện thì gói này có thể chấp nhận cái mức tức là 5% thôi. Đến bây giờ mình thiết kế ra được cái chính sách. Một cái điều thứ ba mà chúng tôi rất lo ngại về mặt vĩ mô đó là cái tỷ giá hồi đổi. Nếu chúng ta thực hiện cái gói này thì đương nhiên là lãi suất có thể giảm và tỷ giá hồi đổi nó sẽ tăng. Tỷ giá hồi đổi tăng thì nó đụng đến một cái chuyện rất là rắc rối với Mỹ, tức là thông tin đấy. Thì cái này cũng là một chút mà chúng tôi phải tính. Tức là có ba cái chỗ vĩ mô cần phải tính, đó là tăng trưởng tín dụng, kiểm soát được mức nào, lạm phát chúng ta chấp nhận từ đâu, và tỷ giá hồi đổi có thể chấp nhận từ đâu. Còn cả cái chỗ vĩ mô thì có thể nói tức là năm 2009 cũng đã để lại những hậu quả rất nặng nề cho hệ thống ngân hàng. Tức là chúng tôi biết là phần lớn cả cái ngân hàng mà sau này thành mua không đồng đều bị từ cái thời đó. Nhiều ngân hàng khác nữa, ví dụ như sắp nhập 3 ngân hàng để trở thành cái ngân hàng cổ phần Sài Gòn bây giờ cũng đã bị từ thời đó, cái thời điểm đó. Rồi ngân hàng Nam Việt, rồi 3 ngân hàng mua không đồng bây giờ, và hàng loạt các ngân hàng nhỏ đều bị vào cái thời điểm mà chúng ta kích cầu như vậy. Thế thì đây là một cái chỗ vĩ mô mà chúng ta phải quan tâm, tức là chúng ta chấp nhận nơi sống ở mức độ nào khi thực hiện cái gói này. Vấn đề thứ hai tức là chúng ta làm thế nào để mà ổn định được cái thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Thì đây là vấn đề mà chúng ta cũng cần phải tính đến.
Vấn đề thứ ba tức là pha trộn giữa cái gói này với cái gói giãn hoãn của ngân hàng nhà nước đang thực hiện thì cần phải có những cái chế độ hạch toán kế toán rất là rõ ràng minh bạch, tránh cái tình trạng tức là làm xong rồi thì không kế toán được. Và điều đó nó cho thấy rằng tức là cái cách làm của hồi đó là chúng ta còn khá là chủ quan, nhất là những cái chốt về vĩ mô và vi mô là chúng ta không đặt ra ngay từ đầu. Thế cho nên là cuối cùng thì có thể nói tức là gói đấy thì lời cũng có nhưng mà không nhiều, nhìn vào tăng trưởng GDP như ban nãy chúng ta thấy, nhưng mà hài là rất lực đẩy cái hệ thống ngân hàng rơi vào cái tình trạng tức là có thể nói tức là nguy hiểm, và hậu quả của nó đến bây giờ chúng ta vẫn chưa xử lý xong, rồi làm phạt sinh lên rất là ghê. Thế thì trong nợ thì tôi cũng muốn tức là các khán giả rồi thì các chuyên gia ngồi đây có thể có thêm ý kiến là kinh nghiệm quốc tế như vậy, kinh nghiệm của năm 2019 như vậy thì bây giờ chúng ta có làm không? Nếu làm thì quy mô là như thế nào? Và đặc biệt hơn là nếu làm thì chúng ta phải đưa ra các biện pháp như thế nào để cho nó đơn giản, tiện lợi, nhanh, nhưng mà là phải cẩn trọng, đừng có quá sáng để dẫn đến những cái hậu quả về vĩ mô và vi mô không đáng có. Và tôi nghĩ rằng đây là quan điểm của cá nhân tôi, thì tôi cho rằng đây là cái gợi ý của chủ tịch quốc hội, là cái gợi ý mà chúng ta nên thảo luận một cách nghiêm túc. Và tôi thì tôi ủng hộ một cái gói như vậy, nhưng mà cách làm thì phải thật là thông minh và phải làm bằng hai cách cùng lúc. Cách thứ nhất là dùng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương tạo ra một cái hiệu ứng giảm lãi suất, tức là chung cho tất cả mặt bằng lãi suất được giảm, ví dụ như là chỉ cần 1%, còn với cái gói này nữa đâu đó độ khoảng 2-3%, nó mới tạo ra một cái sức lực tổng cộng là 4% lãi suất giảm được. Thì mới được, tức là phải có những cái biện pháp có tính chất là vĩ mô của ngân hàng trung ương cộng với các cái biện pháp về hỗ trợ từ ngân sách này để mà chập hai biện pháp này là một, tạo ra một cái hiệu ứng giảm lãi suất tương đối rõ rệt cho các doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai tức là nguồn lực, chúng ta cứ căn ke quá nhiều về nguồn lực. Thực ra nói tức là nếu chúng ta quyết tâm làm thì thực sự nói là nguồn lực nó cũng có. Chúng ta hình dung tức là đừng có nghĩ rằng tức là chính phủ Mỹ, là chính phủ Nhật Bản, là chính phủ châu Âu nhiều tiền, không có. Chính phủ của họ nguồn lực cũng vô cùng khan hiếm, chỉ đủ để chi tiêu thường xuyên một khoản chi phong. Còn toàn bộ cái số tiền mà họ dùng hàng ngàn tỷ đấy cho để tài trợ cho thất nghiệp, tài trợ cho công an việc làm và có thậm chí là có tài trợ đại trai dân chủ là ngân sách vay của ngân hàng trung ương. Ví dụ như gọi người Mỹ gọi là gọi nới lỏng định lượng, thực chất là ngân hàng trung ương phải mua trái phiếu chính phủ Mỹ, trái phiếu mới phát hành của chính phủ Mỹ, tức là cho chính phủ Mỹ vay để chính phủ Mỹ lấy hàng ngàn tỷ đấy mà đi tài trợ. Thì chính phủ lấy đâu ra tiền? Thế rồi Nhật Bản thì dùng một cái tên khác rất là mỹ miều, tức là mở rộng bảng cân đối tài sản của ngân hàng trung ương tức là mở rộng tài sản của ngân hàng trung ương, có nghĩa tức là gì? Có nghĩa tức là ngân hàng trung ương phải đi mua tài sản. Mua tài sản là cái gì? Là trái phiếu chính phủ. Châu Âu thì dùng một cái từ trực tiếp hơn, tức là ngân hàng trung ương mua tài sản, là nằm cách thẳng thắn như vậy. Thực chất là đều là mua tài sản này, tức là mua cả cái trái phiếu chính phủ mới, trái phiếu mới phát hành của chính phủ, để giúp chính phủ có một cái nguồn lực tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp. Chứ đừng có nghĩ rằng tức là ngân sách của các chính phủ này nó giàu có cho nên nó tài trợ như thế.
đến tháng giêng đến tháng một này mà đảng dân chủ không thắng thì cả cái chính phủ Mỹ không còn một chút gì tốt, chứ đừng có nói chuyện là đùa chuyện nên là chúng ta cái hình dung là Mỹ là giàu có, chính phủ nhiều tiền cũng có, tất cả đều từ ngân hàng trung ương. Ngay cả cái chuyện ví dụ như là giãn hoãn nợ của ngân hàng gì đó cũng vậy, của các ngân hàng cũng vậy. Nhiều doanh nghiệp không giãn không hoãn thì ăn cũng không có để mà trả cả gốc lẫn lãi. Các bác có xoay thần ra quản em bỏ em vô tù thì em cũng chết. Thế là... cho nên những cái thứ đó chúng ta thấy rằng là hiệu ứng về phát triển của nó rất là gì, hiệu ứng đi lên của nó rất là gì. Và chúng ta phải tìm ra một cách để nói tức là chủ tịch Quốc hội đã gợi ý như vậy thì chúng ta phải tìm ra một cách mà nó tạo ra được một hiệu ứng đi lên chứ không phải ngồi mệt đấy. Thì tôi nghĩ là cái ý tưởng của tôi thì tôi cho rằng tức là chúng ta nên ủng hộ cái quan điểm đấy của chủ tịch Quốc hội và nên thiết kế nó trên nền tảng tức là chúng ta rút cái bài học của năm 2019 vô cùng sâu sắc, đặt ra những cái chốt về vĩ mô và vi mô rất rõ ràng, đặt ra thời hạn và theo tôi là đừng có quá câu nệ về cái chuyện tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là doanh nghiệp không vừa và không nhỏ mà đều được hưởng bình đẳng với nhau. Bởi vì ngay cả những ông không bây giờ bảo với ông lớn thì đúng rồi lớn mà như ông không được tài trợ là mục tiêu chứ đừng biết là ông nhỏ hay là Việt Travel như của anh Kỳ, nếu chúng ta cũng hỗ trợ là một cái họ vô cùng khó khăn và những người đấy những doanh nghiệp lớn như vậy mà không được hỗ trợ thì phục hồi là rất khó, phục hồi chung với cả nền kinh tế là rất khó cho những chuyện mua. Vì vậy cho nên đừng có theo tôi tức là không nên phân biệt ngành nghề, không nên phân biệt to nhỏ và hỗ trợ bằng hai cách: một, chính sách của ngân hàng trung ương vĩ mô một chút và gói này một chút để cho nó bớt nặng nề cho cả hai bên. Chúng ta đã bàn đến một cái vấn đề rất là mấu chốt của cái buổi tọa đàm hôm nay. Bây giờ chúng tôi rất muốn mời anh Nguyễn Tuấn Anh, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế, vị kiến trúc sư, một trong những cái kiến trúc sư hàng đầu để thiết kế lên cái gói này. Xin anh cho độc giả và cho chúng tôi biết một số các cái thông tin liên quan. Mời anh. Xin chào tất cả các anh. Có lẽ là anh Nghĩa thì cũng vừa chia sẻ rất là nhiều những cái nội dung liên quan đến cái gói kích cầu năm 2019. Anh chị cũng biết rằng là trong thời kỳ 2019 khi mà chúng ta bị ảnh hưởng từ cái khủng hoảng năm 2008 thế giới ấy, thì chúng ta đã phải đưa ra một cái gói kích cầu năm 2019. Chúng tôi cũng cho rằng vào thời điểm đó thì cái gói kích cầu của chúng ta cũng đã đạt được một số cái mục tiêu. Tuy nhiên để nói rằng là nó thành công toàn diện như anh Nghĩa nói thì chưa, và đó cũng là cái cơ sở để cho ngân hàng trung ương cũng như các cơ quan quản lý trong giai đoạn hiện nay tính toán đến một cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc xử lý cái tình huống cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp để khôi phục lại sản xuất sau cái đại dịch Covid. Và báo cáo anh là thời gian vừa qua thì ngành ngân hàng chúng ta cũng đã vào cuộc rất nhiều và cũng rất sớm. Chúng ta ban hành từ cái thông tư 01 để cơ cấu nợ, và trên cơ sở thực tiễn thì chúng ta cũng đã điều chỉnh hai lần cái thông tư 01 bằng cái thông tư 03 và thông tư 14. Thì điều này cũng cho thấy rằng là ngành ngân hàng chúng ta đang và tiếp tục sẽ chia sẻ với các doanh nghiệp cũng như và với người dân trong cái khó khăn của đại dịch Covid-19. Chúng tôi cũng xin thông tin với cái độc giả và thời gian vừa qua ấy, thì chúng ta cũng đã cơ cấu nợ cho khoảng 520.000 tỷ. Thì đây là cái con số lũy kế thực hiện từ khi mà phát sinh cái dịch, và như vậy là đến dư nợ đến thời điểm hiện tại thì đang cơ cấu là khoảng 227.000 tỷ cho khoảng là 215.000 khách hàng. Và tiếp tục thì cái con số này thì chúng ta có thể sẽ cập nhật với thời gian tới sau khi cái thông tin 14 được ban hành.
có thể là cái con số này sẽ thay đổi do là cái đại dịch tiếp tục đang kéo dài và diễn biến, thì chúng tôi cũng đang chờ những cái thông tin từ cái phía các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là hai cái đầu thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Nếu như chúng ta tiếp tục mà thực hiện giãn cách theo 16 thì cái kịch bản sẽ khác với cái việc chúng ta từ từ nới lỏng dần và thích nghi với cái Covid để chúng ta dần sống chung với Covid. Báo cáo đồng chí là bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết là thời gian qua thì ngành ngân hàng đã có rất nhiều cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh cái việc cơ cấu thì chúng ta đã thực hiện rất mạnh cái chuyện là kêu gọi các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại thì báo cáo các đồng chí là chúng ta đã hạ lãi suất lũy kế từ khi mà có dịch đến nay là khoảng trên 26.000 tỷ. Cái đợt dịch đầu tiên, tức là đợt dịch một, từ đợt dịch thứ nhất đến đợt thứ ba thì chúng ta đã hạ khoảng 16.000 tỷ từ cái lợi nhuận của các ngân hàng thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp. Và từ ngày 15 tháng 7, khi có cái phát động của hiệp hội ngân hàng cũng có 16 cái tổ chức rất lớn, thì chúng ta đã tiếp tục hạ lãi suất được khoảng trên 9.000 tỷ. Như vậy là tổng cái số lợi nhuận mà các ngân hàng thương mại chia sẻ để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp hiện nay nó khoảng trên 26.000 tỷ. Ở đây cũng là con số rất là lớn để chứng tỏ rằng ngành ngân hàng trong thời gian vừa qua đã cố gắng nỗ lực hết mình để làm sao mà chia sẻ với doanh nghiệp cũng như người dân trong cái khó khăn của dịch Covid-19. Ngoài ra thì cái lượng mà dư nợ cho vay mới để phục hồi cũng như là hỗ trợ người dân trong cái sản xuất kinh doanh, hiện nay chúng ta đã cho vay được khoảng 4,46 triệu tỷ là cho vay mới. Trên tổng cái dư nợ của toàn nền kinh tế hiện nay là khoảng 9,8 triệu tỷ. Thế như vậy là khoảng gần sắp xỉ 50% cái lượng dư nợ đã được cho vay mới và được áp dụng các cái cơ chế mà ngành ngân hàng đã đưa ra nhằm hỗ trợ hướng tới người dân cũng như doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cái lãi suất cũng như là hỗ trợ các cái biện pháp cần thiết để có thể nhanh chóng khôi phục cũng như là chia sẻ cái khó khăn của những doanh nghiệp của người dân. Đối với cái gói mà gợi ý của chủ tịch hội thì xin chia sẻ với đồng chí là đúng như là anh Hoài lúc đầu có trao đổi đấy, thì là khi mà có đưa ý tưởng về xây dựng cái gói này thì chủ tịch hội có đưa ra hướng là khoảng cái gói trên 2.000 tỷ, tức là tương đương với quy mô dư nợ 60-65.000 tỷ. Thì những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật gần nhất những ngày hôm qua thì dự kiến cái gói này sẽ tăng lên khoảng 3.000 tỷ, tức là tương đương với khoảng 100.000 tỷ dư nợ để hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong cái chương trình cho vay tới đây. Thế thì như anh Nghĩa chia sẻ, cái kinh nghiệm của chúng ta trong thời gian trước thì có lẽ là tới đây khi xây dựng cái cơ chế chính sách chúng ta cũng sẽ tính toán đến hai cái mục tiêu, nhưng mà mục tiêu quan trọng nhất lúc này là ổn định vĩ mô và kiểm soát được cái lạm phát. Bởi vì nếu chúng ta làm gì mà không kiểm soát được lạm phát thì mục tiêu cũng không thành công. Để người dân khôi phục được cái sản xuất kinh doanh, nhưng mà lạm phát như cái thời kỳ giai đoạn như anh Nghĩa cũng chia sẻ với anh ấy, là tôi nhớ rằng là năm 2010 ấy, thì lạm phát khi mà chúng ta kiểm soát thời điểm đó đã lên đến hai con số, tức là khoảng 11,75% năm 2010, và đến năm 2011 là có thời điểm đã lên đến 18,6%, tức là lạm phát rất là lớn, dẫn đến cái hệ lụy to lớn đối với nền kinh tế. Vì vậy thì cái việc mà xây dựng chính sách cũng như cái gói chính sách trong cái thời điểm này, chúng ta phải cân nhắc đến an toàn vĩ mô cũng như là lạm phát. Nếu chúng ta không đảm bảo được cái an toàn vĩ mô thì chúng ta đưa ra những cái chính sách có thể nó sẽ không thiết thực, hoặc thậm chí còn có thể là phản ứng ngược, gây ngược lại những cái tác hại lớn cho nền kinh tế. Vì vậy chúng ta phải tính toán đến những cái giải pháp trong thời gian tới. Thì xin phép tôi được thông tin một số cái nội dung liên quan đến cái chương trình, cái gói mới cập nhật nhất để ông chí có thể nắm được. Và tới đây thì ngành ngân hàng cũng sẽ tiếp tục là phối hợp các bộ ban ngành để xây dựng những cái kịch bản chương trình nếu chúng ta triển khai cái gói hỗ trợ này. Còn về quan điểm ngân hàng nhà nước thì chúng tôi cho rằng thời điểm hiện tại chúng ta cũng cần thiết phải có những cái gói để chia sẻ với doanh nghiệp. Như chúng ta thấy là rất nhiều những cái cơ chế chính sách, nhưng chúng ta phải linh hoạt trong việc vận dụng,
từ chính sách tài khoá cho đến chính sách tiền tệ để làm sao đảm bảo được cái an toàn của biên giới ổn định cũng như hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong cái khôi phục lại sản xuất. Xin chia sẻ đồng chí về bài viết này. Rất là hay. Có thể nói là chưa có một cái quyết định chính thức về cái gói này, nhưng rõ ràng cái sự chuẩn bị của phía Ngân hàng Nhà nước và cùng những cái thông điệp đưa ra từ Chủ tịch Quốc hội là chúng ta đã mường tượng ra là sẽ có một cái gói như vậy. Xin hỏi anh Quốc Hùng là nếu giả định là có một cái gói như vậy thì cái sự phân bổ ở đây cho cái đối tượng thụ hưởng nó sẽ là như thế nào? Vâng, trước hết thì cảm ơn Nguyễn Hoài, tất cả các diễn đàn này. Như chúng ta đã biết thì là các diễn đàn trước, đặc biệt là liên quan đến vấn đề ngân hàng thì Nghĩa đều rất rõ. Chúng ta tôi cho là Nghĩa cũng là những người tham gia rất sâu vào cái gói hỗ trợ lãi suất của hai đồng chí và phân tích cũng rất rõ. Nhưng ở đây tôi muốn nói thêm, mình nhìn nhận thế là trong bối cảnh năm 2009 với cả 2011, 2021 nó giống nhau về cái việc là suy thoái kinh tế là bị lại nữa, nhưng mà áp doanh nghiệp thì khó khăn, nhưng mà năm 2009 là suy thoái hoàn toàn và năm 2021 là một dịch bệnh. Thứ hai là năm 2009 là trong bối cảnh các cơ chế chính sách các con đang còn những cái bước đi với hội nhập với cơ chế thị trường cho nên nó vẫn chưa được chặt chẽ. Như năm 2021 thì các cơ chế chính sách nó đã phù hợp với công nghệ kinh tế và đảm bảo theo nguyên tắc là an toàn hiệu quả, cho nên cách tiếp cận của các doanh nghiệp đối với cả ngân hàng nó khác không. Mà nghiệp nêu ngay từ năm 2009 phân tích thì có thấy rõ vấn đề ở đây là gì. Đặt vấn đề ra là cái gói kích cầu năm 2009 hậu quả của nó cũng có và tác dụng của nó cũng có, nhưng ở đây tôi nói thêm là gì, 2013 phải thành lập một công ty quản lý tài sản VAMC. Đấy là một cái hệ quả của cái việc là gì, suy thoái toàn cầu năm 2008 và dẫn đến 2009 và là có một phần là tính thành quả của tổ chức tín dụng là khác tăng cao. Nó dẫn tới là gì, là các tổ chức tín dụng là dẫn tới khó khăn về thanh khoản, nợ xấu tăng. Đấy là một cái mà tôi cho là bổ sung thêm cái vấn đề trong năm 2009 thì mà đến nay vẫn chưa xử lý xong. Vấn đề thứ hai nữa là tôi đặt vấn đề ra là gì, 2009 là thời điểm gói kích cầu nó khoảng 145 trên 145 nghìn tỷ tổng thể, trong đó 1 tỷ đô la khoảng độ là 17 nghìn tỷ trên dưới 17 nghìn tỷ là hỗ trợ lãi suất, nhưng nguồn vốn từ đâu, nguồn vốn từ quỹ dự trữ ngoại hối anh nghĩa. Nhưng mà nếu mà so sánh hiện nay thì với các như anh và anh vừa công bố coi như là người nêu là 3 nghìn tỷ là từ nguồn vốn của ngân sách hỗ trợ, có nghĩa là gì, cái nguồn vốn và hỗ trợ về lãi suất là từ năm 2009 là từ quỹ dự trữ ngoại hối đến nay hiệu quả có nghĩa là chưa có tài xong, ngân hàng nhà nước cũng chưa có tài xong anh ạ. Thế còn bây giờ nguồn vốn là gì, nếu nguồn vốn từ ngân sách thế tôi nói năm 2021 mà nguồn vốn từ ngân sách là 3.500 tỷ hay là bao nhiêu thì rất đơn giản hơn rất nhiều là gì, có thể quyết toán giữa bộ tài chính ngân hàng và hàng năm quyết toán có thể xử lý giống như hỗ trợ xuất đối với ngân hàng chính sách. Tôi nghĩ rằng là nó cũng có thuận lợi hơn, nhưng để tiếp cận những gói này như thế nào thì ở đây tôi đặt vấn đề ra doanh nghiệp rất khó khăn. Một là tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng về do dịch bệnh. Những doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng vì Covid vừa rồi là đều ảnh hưởng đến doanh thu và ảnh hưởng đến thu, thậm chí có doanh nghiệp không doanh thu nên là kết quả kinh doanh sẽ không có lãi hoặc là hoàn vốn, nguồn lực hết rồi không thể làm được tiếp được nữa, để bổ sung vốn thì khó được nữa, nhưng điều nguyên tắc điều kiện của ngân hàng thì không đảm. Thế tiếp cận như thế nào để tiếp tục vay mới và được hưởng lãi suất ra, đúng không ạ? Chúng ta là vấn đề hưởng lãi suất, nhưng cái người hưởng là hưởng thế nào, ai hưởng, tôi nói như chỗ đã hay không, bây giờ có hưởng hưởng như bây giờ không có doanh thu, không có doanh thu lỗ thì điều kiện nào để cho được tiếp cận. Đây tôi chưa nói đặt vấn đề là được hưởng nói đi, nhưng bây giờ ai hưởng và hưởng thế nào là vấn đề ra như vậy để thấy được là gì. Và điều kiện năm 2009 nó khác với cả năm 2021 và luật cũng thay đổi, 2010 thay đổi sửa đổi bổ sung. Thế thì như vậy thì các quy trình quy chế ngân hàng không thể nào giảm chuẩn, mà muốn giảm chuẩn thì phải có quy định là được phép giảm chuẩn để cho các doanh nghiệp tiếp cận.
đấy là cái đầu tiên thì tôi gặp vấn đề ra là như vậy. Vấn đề thứ hai, tôi rất đồng tình với anh Nghĩa là không nên phân biệt là đối tượng nào mà đối tượng được hưởng. Có thể là gì, doanh nghiệp là hưởng nhiều mà hưởng ít. Đúng là bây giờ nếu mà nhìn nhận ra đối với dịch Covid vừa rồi, đặc biệt là thứ tư thì càng nhìn thấy rõ là hàng không, du lịch, dịch vụ, phải nói là khách sạn, nhà hàng, vận tải, đấy là những cái đơn vị ảnh hưởng rất nặng nề. Thật sự là như vậy. Thì còn những ngành nghề khác, kể cả những cái việc dịch vụ, phục vụ, kể cả cái chuỗi cung ứng cũng bị ảnh hưởng. Cả cái khu công nghiệp thì dịch đến là coi như là phải dừng sản xuất, mặc dù rất cần có thể tiêu thụ được. Rồi là kể cả những lương thực thực phẩm xuất khẩu, các mặt hàng nông sản cũng bị ảnh hưởng, giá cước tăng cao rồi không vận chuyển được, bị là từng tỉnh một vận chuyển rất khó, cho nên ảnh hưởng rất nhiều. Rồi gần như là tất cả các doanh nghiệp không nhiều ít cũng đều ảnh hưởng. Thế tuy nhiên nếu mà hỗ trợ, tôi nghĩ là nên là hỗ trợ một cách bình đẳng. Nếu như chúng ta là vấn đề hỗ trợ cho ngành này mà bỏ cho các ngành khác thì tôi cho rằng là tạo sự thiếu bình đẳng và nó cũng đáp ứng được yêu cầu là gì, chính phủ rất quan tâm đến các doanh nghiệp, cần tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp thì có một chính sách phù hợp. Đấy là cái gì đối tượng như vậy. Thứ ba nữa là lãi suất để hỗ trợ là bao nhiêu. Hỗ trợ thì bây giờ mới là người nói 3.000 tỷ là 100.000 tỷ chứ nợ thì hỗ trợ là bao nhiêu, và theo vậy ý của anh Nghĩa có nghĩa là gì, là sử dụng được công cụ và điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nước. Và cũng thật sự là tôi thì tôi cho rằng là cũng chưa có một nước nào, còn rất đồng tình với anh Nghĩa, chưa có một nước nào hỗ trợ cho doanh nghiệp mà lại thông qua ngân hàng. Thật sự nhưng mà chúng ta đã làm, như các đồng chí thấy anh Tuấn Anh đã nêu lên số liệu để cho thấy được ngành ngân hàng đã hỗ trợ cơ cấu nợ, điều chỉnh tiền nợ đã đạt được, nhưng mà giảm đã chưa nói rằng chúng ta đang chưa có giảm phí là 30.000 tỷ nữa. Nếu tính đến nay là ngành ngân hàng cũng phải sụt giảm về lợi nhuận khoảng độ trên dưới đến 30.000 tỷ, không phải ít. Bởi vì sao? 27.000 tỷ là hỗ trợ giảm lãi suất và 2.000 tỷ là giảm phí, góp nhất 30.000 tỷ. Như vậy là nhìn ngành ngân hàng đã vào cuộc, đã hỗ trợ. Thế bây giờ việc chính phủ vào cuộc, tôi chưa cho là chính phủ sử dụng vốn ngân sách theo lợi ích của quốc hội. Tôi cho đây là một trong những cái chỉ quan tâm của quốc hội, của chính phủ đối với cả doanh nghiệp. À, về quan điểm thì tôi cho rằng rất ủng hộ, nên ủng hộ. Những ủng hộ như thế nào thì đặt vấn đề là một là đối tượng như vậy, hai là cơ chế. Có phải điều chỉnh lại cơ chế không? Có nghĩa là nguyên tắc điều kiện thủ tục thế nào? Nói như anh Nghĩa đó là để người ta thuận tiện tiếp cận. Nhưng mà đến đây là gì? Thứ nhất là đối tượng ai xác nhận? Ngành ngân hàng tự xác nhận, đúng không ạ? Và xác nhận ngay kể cả cơ cấu nợ, bây giờ xác nhận đối tượng cơ cấu nợ là một vấn đề phức tạp. Chưa nói là sử dụng nguồn vốn ngân sách để xác nhận, để sau này còn liên quan thanh tra kiểm tra. Thế là ai là người xác nhận cái đối tượng này? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong bối cảnh là nền tảng các đơn vị này tiếp cận vốn gói vay và vay mới là dựa trên nền tảng nợ mặc dù đóng một nhưng mà là vì nợ nước ngoài. Có phải điều chỉnh lại cái điều và những nguyên tắc điều kiện để tiếp cận vốn không? Cái thứ ba là gì? Là không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo không đủ đảm bảo được để tiếp cận vốn thì có tiếp cận được không? Mà trong bối cảnh là gì? Quỹ bảo lãnh không có và có nhưng không thể đảm bảo được cái nhu cầu và lấy hàng trăm nghìn tỷ như thế thì rất khó. Mà vừa rồi quỹ bảo lãnh các địa phương cũng đã có một số địa phương nhưng mà hoạt động hiệu quả không được. Thế thì chúng ta đưa ra vấn đề là gì, dành khoản nguồn tiền như vậy để trợ thì giải pháp nào? Trong bối cảnh là gì, là ngân hàng nhà nước không thể tự phát đặt ra một cái công tư dưới chuẩn đó được phát là theo quy định theo luật. Thế thì đặt vấn đề ra ở đây là gì, nếu trường hợp là hỗ trợ thì cũng phải kiến nghị chính phủ, kiến nghị quốc hội là cho phép ngân hàng là đưa ra một cái cơ chế, một cái nguyên tắc, một cái điều kiện trong một cái bối cảnh lịch sử nhất định để làm sao thì là xem xét là tiêu chuẩn cho vay đối với ngân hàng mà bị chịu ảnh hưởng Covid thì được hưởng cái chính sách, vừa được hưởng chính sách vừa được hưởng cơ chế thì mới có thể tiếp cận được và đáp ứng yêu cầu. Vấn đề là đây khi đã có cơ chế thì vấn đề là lợi dụng quản trị, kiểm soát, kiểm tra rủi ro như thế nào trước, trong và sau khi cho vay cũng như cơ quan kiểm toán và làm việc ra làm sao. Đấy cũng là một vấn đề đặt ra và cũng đề nghị là về phía cơ quan quản lý nhà nước cân nhắc tính toán
trong một cái bối cảnh là đã có kinh nghiệm trong cái việc triển khai cái kích cầu năm 2019 và có gói hỗ trợ 2019 thì đem rút kinh nghiệm trên cơ sở sửa đổi thông tư nghị định sao cho nó phù hợp với quy định thì chúng ta sẽ ban hành một cái quy định mới sao đáp yêu cầu có thể là người dân tiếp cận vốn được có lợi tạo được hỗ trợ doanh nghiệp và sử dụng đồng tiền sử dụng vốn đúng mục đích hiệu quả an toàn và đạt được cái mục tiêu như anh Tuấn Anh nêu, có nghĩa là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng các doanh nghiệp của Việt Nam sau chính phủ hỗ trợ lãi suất thông qua nguồn vốn của ngân sách thì sẽ ổn định phát triển và vượt qua cái đại dịch. Một số ý kiến tôi nên anh ý kiến của anh Tuấn Anh với của anh Hùng phải nói là ý kiến của hai anh đặt ra những vấn đề nó rất là hóc búa mà cũng rất là thực tiễn. Thì trước hết chúng ta nói về quy mô 3.000 tỷ tài trợ lãi suất thì đâu đó vào khoảng 100.000 tỷ để tín dụng thì tôi nghĩ là cái quy mô đấy thì quá là nhỏ để mà tạo ra được một cái sức bật cho nền kinh tế nó phục hồi một cách thật là rõ nét thì quy mô như vậy là không thấm vào đâu cả. Cái đấy là cái vấn đề nhất. Vấn đề thứ hai là Bộ Tài chính mà lại trông cậy vào tiền của mình, đấy, tức là 3.000 tỷ tài trợ lãi suất này để mà thực hiện một cái gói lớn như vậy thì chắc là Bộ Tài chính cũng dám đưa ra một cái gói to hơn và nó có thể tạo ra những cái rắc rối rất là lớn cho ngân sách, bởi vì ngân sách nó phải có một cái nguyên tắc tên là rủi ro bằng không, tuyệt đối không được để cho ngân sách gặp rủi ro. Thế cho nên tôi đề nghị rằng thôi được, lần này thì Bộ Tài chính đứng ra làm chủ sĩ đúng rồi, nhưng mà quy mô nó phải lớn hơn. 3.000 tỷ không giải quyết được vấn đề gì, không tạo ra một sức bật gì lớn như vấn đề kinh tế của chúng ta hiện nay. Và cái thứ hai tức là nguồn thì tôi đồng ý với anh Hùng, tức là Bộ Tài chính phải vay thôi, phải phát hành trái phiếu vay của dân chúng hoặc là vay của ngân hàng trung ương để mà có nguồn đó. Bởi vì chúng ta phải hiện nay cái dự trữ ngoại tệ của ngân hàng của chính phủ tại ngân hàng trung ương là rất lớn. Có thể nói là tôi không được nói con số ra một cách cụ thể, nhưng mà nó gấp tới 4 lần cái số dự trữ ngoại tệ mà năm 2019 chúng ta có. Tương ứng với bao nhiêu tuần nhập khẩu? Nó tương ứng với khoảng 12 tuần nhập khẩu hiện nay. Quy mô rất lớn. Chúng ta có một lần có lượng tiền rất lớn. Vấn đề thứ hai tức là tại sao này giặc này nó đến tận nơi rồi, nó đánh vào tận con cháu chúng ta rồi thì chúng ta tại sao lại không sử dụng một nguồn mà cấp bách như vậy để mà xử lý vấn đề COVID, kể cả là tiền vaccine và kể cả là cái gói tài trợ này. Cho nên là để có được cái gói nó khả dĩ một tí, chứ còn tài trợ lãi suất 3.000 tỷ nó không bỏ bền gì. Tôi nghĩ tức là mất công thiết kế là nó không giải quyết vấn đề gì lớn. Còn cái điều đáng lo ngại nhất chính là cái vấn đề mà anh Hùng đặt ra, tức là làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận được. Nếu mà tiếp cận theo luật các tổ chức tín dụng thì số lượng doanh nghiệp tiếp cận được sẽ rất ít. Một là không có nợ xấu đủ điều kiện, hai là doanh thu có doanh thu, ba là có lợi nhuận. Chứ 4 là có tài sản đảm bảo, đó, chín con người ta rồi. Tức là như vậy thì cái số như loại như là Viettravel này thì là Vietnam Airlines thì là đứng ngoài cuộc hết, không đủ điều kiện tiếp cận. Thế thì bây giờ muốn tạo ra một cái khung khổ pháp lý để cho những cái doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn, doanh thu giảm,
lợi nhuận có thể là âm, lỗ, không có tài sản nào vào, hữu hiệu, thì phải có một cái quy chế đặc biệt dùng cho cái gói này để không ảnh hưởng gì đến luật các tổ chức tín dụng, chứng đến thay luật. Trong cái gói đặc biệt này có một quy chế đặc biệt dùng cho nó kéo dài trong vòng bao nhiêu lâu, xong cái gói này thì chúng ta kết thúc và cũng giải tán cái quy chế này luôn. Thì tôi nghĩ là nó phải như vậy. Và cái thứ ba tức là ngân sách và ngân hàng, cả ngân hàng thương mại phải thanh toán với nhau cái món này nó sòng phẳng. Tức là ngân sách thì nói vậy thôi, nhưng mà đến khi cả ngân hàng thương mại nó trình lên này, bảo thôi bây giờ một là ông cần trừ vào thuế. Không có cái này cứ từ thuế thì cứ phải nộp con cái món này cứ từ từ. Và từ từ như thế bây giờ. Và phải nói thật ra tức là thôi thì mình cũng gọi là người nhà nói nhau, ngân sách và ngân hàng trung ương thì cũng là thành viên chính phủ, cũng là người nhà cả. Tức là ngân sách vay của ngân hàng trung ương là nhiều lắm mà cũng giả bây giờ đâu, rất là ít giả. Ủng hộ gì đấy là cả ngân hàng thương mại. Cho nên cái này chúng ta cũng phải đặt ra ngay từ đầu. Tôi rất là đồng tình ý kiến của anh Tuấn Anh và Hùng, tức là tất cả mọi vấn đề phải đặt ra một cách sòng phẳng, nghiêm túc trên bàn khi thực hiện, và xong rồi thì phải thực hiện một cách rất là nghiêm túc, rất là nhanh chóng, rất là thuận tiện. Đừng có cãi nhau tới hàng chục năm trời rồi chứ tôi tán nổi mấy đồng làm cho là nó thêm rối rắm, thì là sau này lại quy trách nhiệm rồi hình sự rồi các thứ cũng phiền toái ghê gớm, rồi cuối cùng đi xử lý hậu quả cho cái gói này không kẹo là mất 10 năm. Thôi. Nhưng mà có một cái vấn đề như thế này, không biết là với cái quy mô cái gói này thì xin hỏi anh Tuấn Anh là doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ cụ thể là bao nhiêu phần trăm lãi suất khi tiếp cận một món vay? Theo chúng tôi thì cái quy mô cái gói này khoảng 100.000 tỷ, thì cái hỗ trợ lãi suất sẽ đâu đó nằm khoảng từ 3-4%, thì nó sẽ tương ứng với cái quy mô là 3.000 tỷ và dư nợ. Nhưng mà ở đây thì cũng chia sẻ thêm với anh là như anh Nghĩa nói, thì chúng ta phải tính đến là hiện nay chúng ta đang áp dụng khá nhiều các cơ chế chính sách, và nó là tổng hòa của rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ. Đấy. Ví dụ như ngành ngân hàng vừa qua chúng ta đã hỗ trợ lãi suất để hạ lãi suất cho các doanh nghiệp và người dân. Tôi nói đơn cử như các tổ chức nhà nước thì họ đã hạ lãi suất, có những tổ chức hạ đến 3 lần lãi suất rồi từ năm ngoái đến năm nay. Hoặc như thời gian vừa qua khi có kêu gọi của hiệp hội ngân hàng, thì những ngân hàng như ngân hàng nông nghiệp họ đã đồng thời hạ 1% lãi suất trên đồng tất cả các dư nợ của khách hàng. Và như vậy thì nếu như chúng ta tính trên tổng các cái biện pháp mà ngành ngân hàng hỗ trợ, thì có thể là cái mức lãi suất nó sẽ còn được hỗ trợ nhiều hơn đấy so với cái mức mà chúng ta đang tính toán hiện nay. Đấy, bây giờ ta bàn đến ý của anh Tuấn Anh và anh Hùng bữa nay, tao nói để mình thấy rõ cái gì. Nếu mà tổng cộng cho đến nay mà ngân hàng trung ương và cả ngân hàng thương mại lãi suất thì còn lớn hơn thì gọi này nhiều rồi. Rồi đúng rồi. Em đang với em cũng đang mà cả doanh nghiệp vẫn còn kêu quay quay. Vẫn còn là cho rằng là chưa đâu vào được cả. Thế thì thêm nữa. Thế cho nên bây giờ chúng ta đưa ra một gói tức là nó phải đàng hoàng, nó phải tạo ra một cái dấu ấn. Còn nếu không thì cứ để cho ngân hàng nhà nước với cả ngân hàng thương mại nó chơi cái bo với doanh nghiệp là sức tới đâu thì họ làm tới đó, thì có khi còn hay hơn. Tức là dùng chính chính sách tiền tệ tăng công tiền, tăng cái base money tức là cơ số tiền tệ, không giảm lãi suất của điều hành của ngân hàng trung ương, hoặc là thậm chí là giảm dự trữ quốc, hoặc là làm kiểu gì đó, thì ngân hàng nhà nước vẫn có thể có khả năng tạo ra một cái sức lực để giảm lãi suất một cách bình an, không phải kiểm toán, không phải quyết toán, không phải đưa thay đổi luật tổ chức tín dụng, không phải làm gì cả. Chúng ta phải có cách lựa chọn thông minh, nhưng nếu không là chúng ta là xa vào một cái bẫy, tức là
là cuối cùng là một là ném đá xuống ao, ném xuống ao bèo, không đâu vào đâu cả, mà lại sau đó tôi là ngồi kiểm điểm họp hành, đi kiểm trách nhiệm hình sự của thành viên. Nhưng mà chúng tôi cũng cho rằng là có thể một nồi canh mà có thêm tí mì chính thì cũng ngon hơn hỏng. Chính xác. Lúc nãy anh Nghĩa có đề cập đến một cái vấn đề là có lẽ nếu mà để tiếp cận cái gói này mà đi cùng với lại các cái quy định và các cái luật lệ và của hệ thống pháp luật hiện hành thì nó sẽ rất là khó, như anh cũng nêu vấn đề vào. Và vì thế cho nên anh Nghĩa anh có đặt vấn đề là phải có một cái quy chế đặc biệt song hành với cũng gói này, và sau khi kết thúc thì cũng giải tán luôn cái quy chế đấy. Anh mô tả rõ cho một cái ý tưởng nó cụ thể nó là như thế nào. Đấy, tức là chúng ta thấy là cái ý kiến anh Hùng nêu ra mà anh Hùng nói tới đâu thì tôi nổi cho ga tới đó. Là vì là nếu dùng cái luật tổ chức tín dụng này để mà tiếp cận vốn thì đến cả Việt Nam Airlines cũng không tiếp cận nổi, mà Việt Travel cũng không tiếp cận nổi cái gói này, đúng không? Đúng đủ tiêu chuẩn, không có doanh thu hoặc là lợi nhuận giảm hoặc là doanh thu giảm, chứ đừng nói chuyện là tài sản đảm bảo với lại các kiểu. Thế cho nên là tôi nghĩ là nếu đã làm thì phải có quy chế riêng. Quy chế này có thể thấy tức là tôi đồng ý kiến đi không, tức là phải áp dụng đại trà bình đẳng, chứ không phân biệt nông nghiệp với là công nghiệp với là dịch vụ gì. Thứ hai tức là không phân biệt là doanh nghiệp vừa hay là nhỏ hay là to. Và cái thứ ba tức là có 10 quy chế, tức là ví dụ là chúng ta đánh giá được rằng tức là cái khó khăn này đối với cái doanh nghiệp ở đấy là tạm thời, nó có khả năng phục hồi. Còn cách nào để đánh giá tạm thời và khả năng phục hồi thì tôi phải tùy. Tức là để cho ngân hàng đánh giá hay là Bộ Tài chính đánh giá. Thì theo tôi là cái này là phải để cho ngân hàng người ta đánh giá. Ngân hàng người ta quen biết khách hàng này từ lúc rồi. Người ta biết rằng khó khăn này của họ là tạm thời. Thậm chí tức là tài sản dự trữ, tài sản thế chấp của họ thì có thể, tức là nếu mà giá bất động sản tăng thì còn có thể tăng lên được. Tài thể tức là cả ngân hàng người ta hiểu rất rõ cái sức khỏe của cái doanh nghiệp. Và người ta quyết định là thôi tôi chọn này, cho vào cái quy chế để vay đặc biệt này. Thì Bộ Tài chính phải chấp nhận. Thì không phải lên là Bộ Tài chính ngồi này bắt đầu mở một kỉnh ra là bắt đầu này thăm dò là dò rồi xét rồi ra rồi khảo một lúc nữa. Thì rất là xin ý kiến của địa phương thì coi như là chúng ta làm một cái việc nó phi thị trường. Phải tin cậy vào hệ thống ngân hàng. Đưa ra cho họ một khung pháp lý nó tương đối gọi là thoáng nhưng mà phải rộng. Và đừng có là bên cạnh cái khung pháp lý đấy là thêm một cái lời đe dọa thì người ta trả lại gì người ta làm. Bảo thôi em còn có vợ còn có con này, em mệt lắm, sau sau này ngồi đi giải trình đi hầu tòa này lấy việc thì thôi em cũng nặng. Rất nhiều ngân hàng người ta sẽ có thay đổi. Cho nên là chúng ta phải tôi hy vọng rằng là ngân hàng nhà nước cũng như là Bộ Tài chính có thể ngồi với nhau để thực hiện ra được một gói mà nó phải đặc thù như thế. Có nghĩa là quy mô lớn hơn, quy mô phải lớn hơn, cách tiếp cận phải đơn giản hơn, cách tiếp cận phải rất đơn giản và không phân biệt. Đấy là những cái nguyên tắc này. Lúc nãy giờ là ta bàn đến cái vấn đề là cùng với cái gói này mà cái hệ thống ngân hàng đã hỗ trợ từ trước đó thì đã đưa cái mặt bằng lãi suất giảm rất là đáng kể. Thế thì có lẽ là phải xin hỏi anh Thúy một chút là có thể là khi mà mặt bằng lãi suất nó giảm xuống thì nó tác động đến quan hệ đối với GDP như thế nào? Tôi cho rằng cái này rất hay. Về nguyên tắc thì lãi suất giảm thì về lý thuyết ấy, thì số doanh nghiệp sẽ vay vốn nhiều hơn và người ta sẵn sàng chấp nhận là kể cả rủi ro, người ta sẽ đầu tư để mở rộng phát triển sản xuất. Và khi các doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp mà tham gia vào thị trường vay vốn nhiều hơn thì đương nhiên là quy mô của nền kinh tế sẽ được đẩy lên. Thậm chí là số việc làm tăng lên, thu nhập của lao động tăng lên, rõ ràng là GDP tăng. Đấy là điều chắc chắn. Nhưng mà tôi nghe các anh bảo thì đấy là tôi hoàn toàn đồng tình ý kiến của các chuyên gia ngân hàng, anh Nghĩa, anh Hùng, anh Tuấn Anh.
và đúng là ba cái đột phá đấy là phải gỡ. Vì từ trước nay thì các cái gói hỗ trợ của về tín dụng đều bế tắc ở cái chỗ mà nhất là người ta không thể vay vốn được, mặc dù rất vất vả nhưng bởi vì là điều kiện nó quá ngặt nghèo, đặc biệt là vấn đề là vấn đề bảo toàn vốn, tức là doanh nghiệp anh phải chứng minh được là anh phải một là có thể tài sản thế chấp, hoặc là hai anh phải chứng minh được phương án anh sẽ kinh doanh có lãi có lợi nhuận thì để anh bù đắp được cái trả lại lãi ngân hàng đấy, và cuối cùng là mà không ai giải quyết được bởi vì là nhà nước thì không ai đứng ra bảo lãnh được rồi. Và ngân hàng cũng càng không, ngân hàng về nguyên tắc là tôi cho vay tôi phải có lãi, tôi phải bảo toàn được vốn. Thế cuối cùng là doanh nghiệp ở dưới chịu vốn năm ngoái các gói hỗ trợ thừa rất nhiều trái vay đấy, nên nó khó rồi đấy. Và bây giờ chúng ta đây các chuyên gia ngân hàng mà lại không gợi mở được cái việc đấy thì lại vẫn cứ bế tắc. Đấy là tôi nghĩ là như vậy. Thì qua cái số liệu rồi tôi cũng chứng minh rằng hiện nay ấy, các doanh nghiệp công nghiệp vừa qua thì có tỷ lệ có 26,8% là doanh nghiệp đang thiếu vốn, thì có nghĩa là muốn vay vốn này. Thì thực ra số đấy là nó đấy là trong thời kỳ Covid thôi, chứ còn thực ra theo số liệu của chúng ta quan sát thì chung những năm mà không có dịch thì cái tỷ lệ vay vốn của doanh nghiệp nó phải trên 5%, ít nhất 6-7%. Đa số chả anh nào dại gì bỏ tiền túi của mình ra và làm cả. Và cái tiền đấy là quay vòng, có nghĩa là phải vay trong phải quay vòng, cái chuyện đấy là nó là bình thường trong kinh doanh, phải như thế mới hiệu quả. Thế nhưng bởi vì là trong thời kỳ dịch này thì doanh nghiệp vay vốn không sản xuất được thì người ta bắt buộc cái tỷ lệ vay vốn nó rất thấp, bởi vì người ta không có cái cơ hội nào để đầu tư sản xuất vì chuỗi cung ứng đứt gãy hết. Thành ra đấy là cái điều ta phải cảm nhận là cái tỷ lệ này nó không phải là đúng thực tế, tức là bởi vì là nó thực ra nhu cầu vay nó rất cao nhưng mình không vay được, bởi vì mình không làm gì được cả, có vốn còn được. Chúng ta phải tính cái chuyện là sắp tới chúng ta tung ra gói hỗ trợ nhiều nhưng có khi không có nhiều người vay đâu, bởi vì chúng ta vẫn bị đứt gãy chuỗi sản xuất này. Đấy, chính vậy tôi cho cái khó nhất bây giờ là chúng ta xác định được cái rủi ro và ai sẽ chịu trách nhiệm vấn đề này. Nhà nước chắc cũng khó, mà bây giờ nếu chúng ta nói là thôi không thế chấp hoặc cái loại kia thì sau này nếu doanh nghiệp ít doanh nghiệp không sao, nhưng rất nhiều doanh nghiệp người ta đứt gãy, người ta cũng không trả vốn, coi cụt vốn thì bây giờ làm nào, thì ai chịu nhiệm? Đấy cái khó nhất là chúng ta ở cái gói kích cầu hỗ trợ vay vốn này cần phải tháo gỡ. Rất hay. Thưa anh Hùng, nếu như được giao cho anh là chắp bút và có những cái kiến đề xuất xung quanh cái vấn đề là để giải ngân cái gói vốn này mà đảm bảo được các cái mục tiêu là phải đi đến đúng đích và không phân biệt, mang cái tính bình đẳng, rồi là hạn chế và kiểm soát được rủi ro, anh sẽ nói gì ạ? À, trên hết thì tôi cũng nói thêm về cái việc là vừa có ý kiến, đặc biệt là anh Nghĩa có nêu ý kiến là anh làm cái hàng dành cái phần nguồn lực tiếp để hỗ trợ lãi suất cho cái khoản vay mới cùng với cả các chính phủ, thì tôi thấy là cũng rất là băn khoăn và chắc là cũng chưa đồng thuận. Bởi vì sao? Sau khi mà dịch Covid được đẩy lùi hoặc là từ trước từng bước được khống chế thì như vậy là gì, là bắt đầu các doanh nghiệp đi vào hoạt động và kể cả ngân hàng cũng vậy. Nhưng mà lúc đó nhu cầu vốn rất tăng, nhu cầu của sản xuất, kể cả những doanh nghiệp ít ảnh hưởng nhiều cũng đều có nhu cầu vay vốn. Trong những ngày đó thì người dân mà huy động tiết kiệm trong giai đoạn hiện nay là tiền gửi dân cư là sụt giảm so với cùng kỳ năm, và các doanh nghiệp đang gửi tiền gửi ngân hàng sẽ rút tiền ra để thanh toán. Như vậy là thì cái lượng tiền trong thanh toán người dân của các tổ chức tín dụng là sẽ có điều chỉnh, và như vậy là gì, để đảm bảo khả năng thanh khoản huy động vốn cho vay tiếp thì các tổ chức tín dụng khó giữ được mặt bằng lãi suất huy động vốn như thế này. Và có như vậy này thì cái việc hỗ trợ tiếp trên điều kiện trong điều kiện lại chính phủ hỗ trợ nữa là được khó. Thế tại sao ngân hàng hỗ trợ 20.000 tỷ, 26.000 tỷ? Bởi vì sao? Tất cả những khoản đó là khoản dư nợ hiện nay đang dư nợ tại ngân hàng chứ không phải dư nợ cho vay mới, anh ạ. Thế mà như vậy thì ngân hàng dành những cái lợi nhuận của mình từ trước đến nay dồn lại, và cuối cùng là sao, với khả năng của mình cân đối thì tài chính để giảm lãi suất cho khách hàng đối với khoản dư nợ hiện hữu, và những khoản anh trả nợ thì sẽ giảm, có nghĩa trả gốc và lãi và trả lãi thì anh được giảm lãi suất đấy, chứ cho vay mới cũng chỉ là một phần thôi, cũng chưa phải là nhiều đấy. Cho nên nếu như mà dùng cái giải pháp của ngân hàng mà đặc biệt là dành lãi suất để hỗ trợ tiếp thì tôi nghĩ rằng là cái nguồn lực của ngân hàng cũng phải bào bỏ
anh đã thấy có nghĩa là 2009 là hỗ trợ và phải mãi đến 2013 thành lập với AMC. Thì tôi cũng nhìn cái bóng ma đấy, tôi đã thấy là đến 2024 liệu cũng biết có phải AMC nữa không, và đã có rồi thì phát huy không, đúng không ạ? Mà lúc đó thì quy trách nhiệm mãi sau này cũng hội ban hành nghị quyết 42. Như vậy lúc đó mới có sự nhìn nhận chia sẻ như thế nào. Nhưng trong bối cảnh hiện nay như vậy là gì, dịch bệnh nó không phải là nguyên nhân suy thoái kinh tế toàn cầu, và không phải nhìn nhận là do các doanh nghiệp, không phải nhìn nhận là mới nước và cơ chế thị trường, cho nên là nó chưa có một cái giám quan một cách đầy đủ. Đây là dịch bệnh, kể cả giám quan giỏi đến mấy cũng không thể sống được, cho nên nó khác. Vì vậy cho nên là gì, cái gói này để triển khai được, thứ nhất là đồng ý là tất cả những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng là nên được rồi. Vấn đề thứ hai thì cơ chế chính sách. Cơ chế chính sách thì anh Hiên cũng gợi ý, nhưng mà tôi thì tôi thêm ý tưởng nữa là gì, ngân hàng nhà nước này cùng bộ tài chính này làm sao đưa ra một cái cơ chế chính sách cho nó phù hợp, kiến nghị chính phủ, thậm chí là quốc hội. Bởi vì cái gì nó dưới luật, nó dưới luật thì các bạn quy các tổ chức các bộ ngành có thể xử lý được, nhưng nó chỉ vượt cả luật thì phải là quốc hội, đúng không ạ? Không thể nào là tự nhiên đưa ra một quy định nào khác, không thể được. Cái đấy là cái như vậy là gì, phải chi quốc hội. Để lại đi nhá. Cái thứ hai trường hợp là gì, nếu như để đảm bảo được thì chúng ta vận dụng theo cái nghị định 55. Ở đây nó khác, tôi cho là gì, chính sách có nghĩa là gì, do chúng ta tạo ra để chỉnh quốc hội thông qua nếu hợp lý. Thế thì việc tôi nói nghị định 55 là gì, thiên tai dịch bệnh thì được khoanh nợ. Thế thì bây giờ là gì, vui Covid xảy ra có nghĩa là dịch bệnh, thế tại sao những doanh nghiệp ảnh hưởng không có cái cơ chế để khoanh nợ những doanh nghiệp này? Nhưng khoanh nợ là sao, trong bối cảnh là gì, trước đây khoanh nợ là được khoanh cả gốc và lãi. Thì chỉ tôi cho ý tưởng rằng hiện nay tôi chấp nhận khoanh nợ cho anh trong khoảng 1-2 năm, nhưng mà lãi phải trả, bởi vì nhà nước sẽ hỗ trợ cho anh tiếp lãi phải trả, để tổ chức tín dụng có thể quay vòng được, để đảm bảo được là gì, là tiền lấy tiền đến để trả lãi cho dân, đúng không ạ? Chính phủ hay là chính phủ chính hội cho phép thì quyền đó là khoanh nợ và doanh nghiệp phải trả lãi. Nếu thuộc thẩm quyền của chính phủ hay là quốc hội thì coi như thẩm quyền này, thì nó sẽ đỡ rất nhiều. Sau khi khoanh nợ thì những khoản nợ đó, những doanh nghiệp đó là cũng được xem xét một khoản cho vay mới, và cơ sở pháp lý để cho các tổ chức tín dụng xem xét cho vay thì doanh nghiệp sẽ tiếp cận được nhiều hơn, và sẽ không xem xét lại những cái vấn đề là gì, doanh nghiệp nó như thế nào đang làm sao, có thể một số những điều kiện điều chỉnh cho nó phù hợp với cả quy định của ngân hàng. Nhưng tôi nghĩ rằng như thế thì nó sẽ phù hợp hơn. Cho nên thì cá nhân tôi thì tôi kiến nghị là nên suy nghĩ là kiến nghị là ngân hàng nhà nước, bộ tài chính, hoặc là coi như là nên suy nghĩ và làm vấn đề trình với chính phủ có một cái giải pháp. Mà cái này nó đã có tiền lệ rồi, nghị định 55, nghị định 116 sửa đổi bổ sung là nó có nghị định là khoanh nợ đối với cả thiên tài dịch bệnh, thì không lý gì chúng ta không xác định được cái việc đó để mà khoanh nợ. Thế nhưng là vấn đề ra là gì, là khó khăn chẳng qua không muốn làm thôi, thật sự như vậy, chẳng có gì khó khăn cả nếu chúng ta cứ tự làm cũng chẳng được. Và nếu là vấn đề như vậy, nhưng mà doanh nghiệp phải hiểu tôi chỉ khoanh gốc cho anh thôi, còn lãi thì cả để ngân hàng tiếp tục là dùng cái tiền đó để hỗ trợ họ, để trả lại tiền huy động tiền cho dân, thì lúc đó ngân hàng mới có thể đảm bảo an toàn và có thể trả được chi phí, lúc đó mới hỗ trợ được cho doanh nghiệp được. Tôi cho là đấy là cái ý kiến cá nhân thôi, mà bổ sung thêm ngoài cái việc là cơ chế chính sách thì cần thêm có một cái kiến nghị là khoanh nợ, nhưng mà nó khác với trước là doanh nghiệp vẫn phải trả lãi. Thì đấy là cái mà kiến nghị của tôi như vậy. Thế còn một vấn đề cuối cùng liên quan đến anh nói ở đây, nhưng mà đặt vấn đề ra là gì, và bộ tài chính với cả ngân hàng nhà nước phải có một cái sự đồng thuận rất cao, và phải cùng vào cuộc, phải cùng hỗ trợ trách nhiệm, phải cùng sáng tay vào. Khó khăn thì phải tìm cách để phải để phá vỡ, chứ đừng đặt vấn đề khó khăn không làm. Tôi cho như vậy, và hiện nay thủ tướng cũng đưa ra cái chỉ đạo rất là quyết liệt. Tôi nghĩ các bộ ngành như thế, ngành ngân hàng và ngành bộ tài chính cũng phải vào cuộc, phải nhìn thấy những khó khăn của người dân, phải chia sẻ để hỗ trợ, chứ không phải là đi miễn giảm thuế lại không có thu thì miễn giảm cái gì. Tôi cho đây là hoàn toàn phù hợp, cho nên là tất cả các ngành bộ, nhưng mà liên quan đến doanh nghiệp động đạo nhiều nhất hai cái ngành là tài chính và ngân hàng, phải đổi mới, phải mắc lại, không sợ trách nhiệm. Nhưng mà thì cái gì vướng báo cáo chính phủ với quốc hội, thì tôi tin chắc là sẽ có những cái giải pháp nó phù hợp, và người dân sẽ hưởng được những cái chính sách mà chính phủ, quốc hội và đảng hỗ trợ cho doanh nghiệp của người dân. Thì thế đó. Cảm ơn anh Hùng. Lúc nãy kỳ gọi cái gì với chị? Có. Sẽ. Cho phép tôi trao đổi lại với các anh ngân hàng một chút. Bây giờ tôi nói thế này,
khi mà con chúng ta cái doanh nghiệp là cái đơn vị mà chúng ta gọi tạm gọi là trâu đi cày đi, khi nó ốm thì các ông mới đứng xung quanh nhìn, ông thì bảo là phải cho lắp chăn, ông đắp chiếu, ông thì bảo là phải cho ăn cỏ, ông bảo cho uống nước, nhưng mà không nào làm cả, và ông nào cũng sợ là mình động vào là trách nhiệm của mình, lỡ nó chết thì mình chịu nhiệm, hoặc là mình sẽ phải mất sức, mình sẽ phải dây tay nó bẩn tay hay là nó sao đó. Và kết quả con trâu nó chết là bốn ông làm bàn xong rồi thì nó chết rồi. Thì tôi nói rằng đừng có nói chuyện đóng thuế, ngân hàng không ai trả tiền cho đâu, và nó chuyển thành nợ xấu. Câu chuyện của doanh nghiệp là câu chuyện của ngân hàng. Cái kinh doanh tiền, doanh nghiệp vay tiền để đi kinh doanh, để mà đi làm, để đi cày, vừa tạo lợi nhuận cho mình nhưng cũng là trả lãi cho ngân hàng. Cái sản phẩm của ngân hàng là tiền, và các ngân hàng, các doanh nghiệp vay cái, hay là dùng cái sản phẩm đó để tạo ra cái dòng sản phẩm của mình. Và khi có chuyện chúng ta phải xuống vào giải quyết chứ. Cứ ngồi mà cứ thảo luận, cứ nói tôi sợ, tôi bị thế này, tôi bị thế kia. Tôi xin nói với anh Hùng á, tôi đồng ý với anh Hùng là chúng ta cần phải giải quyết cái chuyện khoanh nợ. Nhưng mà lãi bảo trả, nó không có doanh thu lấy đâu trả lãi. Doanh thu không có một dòng tiền, tất cả cash flow mất hết, không có một dòng nào cả. Thì khoanh hay không khoanh nó cũng thế à. Tao con trâu đứng không nổi nữa. Mà chúng ta cứ bảo mày phải đứng lên rồi mình, tao cũng đồng ý đấy, nhưng mà mày phải đứng lên đi. Câu chuyện lúc này doanh nghiệp người ta nói thế này: các anh phải đã kinh doanh rồi, đã làm sản xuất kinh doanh rồi, các anh mới hiểu doanh nghiệp nó khổ thế nào. Họ nói rất thế này: cần oxy để thở. Khi Covid xảy ra, người chết gần như là tỷ lệ người chết Việt Nam là 4,4% nhá, không phải là ít đâu, được cao nhất thế giới. Và đa phần là chết do thiếu oxy và chuyển viện không kịp. Và các doanh nghiệp sẽ chết vì thiếu oxy. Oxy là gì? Dòng tiền nuôi doanh nghiệp. Thế mà chúng ta cứ ngồi bàn oxy kiểu gì? Bây giờ ngồi bàn cho nó bao nhiêu phần trăm oxy, bao nhiêu lượng oxy. Xin lỗi, lắp cho nó cái máy thở oxy đã thì bao nhiêu tính tiếp. Cái cứu đánh chống dịch thì chống giặc, thì cái tinh thần cứu doanh nghiệp cũng như là chống giặc cũng thế đấy. Bây giờ tôi nói các anh ngân hàng chúng ta đều hiểu, ngân hàng cũng là một doanh nghiệp. Chúng ta cộng đồng trách nhiệm và chia sẻ, cộng đồng quyền lợi và chia sẻ trách nhiệm. Tôi rất đồng ý với ý kiến Thủ tướng Nguyễn Minh Chính. Và khi trả lời các nhà đầu tư nước ngoài, nói là chúng ta, các anh đến đây, các anh cứ đặt vấn đề với chính quyền địa phương, phải cái này, phải cái nọ, phải cái kia. Chúng ta chia cộng đồng trách nhiệm, cộng đồng quyền lợi thì chia sẻ trách nhiệm. Ngân hàng với doanh nghiệp cũng nên thế. Chúng ta phải thế chúng ta mới được chứ. Hai chúng ta là một, tuy rằng hai là một nhưng mà lại là hai. Lúc cần á, thì bảo hai chúng ta là một, khi có việc thì bảo hai chúng ta tuy một mà lại là hai. Chúng tôi không đồng ý cái đó, không được. Đó là cái chuyện mà chúng tôi nghĩ là ngân hàng phải tính lại. Và đến giờ này á, anh Hùng xem lại xem 16 ngân hàng cam kết, có 4 ngân hàng nhà nước thôi là thực hiện nghiêm túc, còn các ngân hàng thương mại khác thì cứ lình xình như gà mắc dây thun. Bởi vì sao? Đồng tiền mình trong cái bối cảnh này, cái lường trước khó khăn nó khó lắm, rất khó. Cho nên là các ngân hàng đều bảo vệ quyền lợi của mình hết, đều phải thủ hết. Thì các ngân hàng thương mại khi thực hiện là chậm hơn cái 4 ngân hàng của quốc doanh. Mỗi quốc doanh thấy làm nhanh lắm, các anh làm thậm chí là khá chủ động lắm. Cái này em phải nói cho công bằng. Thế thì ở đây ấy, là tôi đặt vấn đề là chúng ta đã đến lúc ngân hàng, các anh đã được giữ vị trí là oxy rồi. Trong cái lúc mà đại dịch, các anh nắm được nguồn oxy rồi. Thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, cùng nhau chia sẻ cái đó, cùng nhau vượt qua đại dịch. Cái thứ hai là tôi muốn nói thêm một ý thế này. Cái này là chính sách vĩ mô anh Nghĩa có nói. Thì trong cái lúc mà cứu trợ thì chúng ta có các nguồn, có các nguồn để chúng ta giải quyết theo bốn cái con đường chính sách vĩ mô. Một là hỗ trợ người dân trực tiếp, hai là gói hỗ trợ của chính phủ cho người dân trực tiếp, hai là gói hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các vấn đề cái giảm các tiện ích và các lợi ích. Tiện ích và lợi ích. Cái thứ tư mới là cái thứ ba mới là cái mà chúng ta mới dùng cái gọi chúng ta gọi là cái đi vay nợ để mà
như các anh nói là trái phiếu á. Thế thì hiện nay cái tiền cho người dân chúng ta hiện nay á, chính phủ mới cho có 65 đô thôi, 1,5 triệu một người. Tính ra cái gói 6.000 tỷ, nó mà tính cho hết cái số lượng người được hưởng thì được đâu đó 1,5 triệu. Chúng ta cứ cho 65 đồng đi. Nhưng mà giờ này thì được bao nhiêu á, như thế nào á, cũng là câu hỏi. Ở đây có nơi có nơi không, như tôi đã trình bày lúc nãy rồi, là rất là khó tiếp cận. Cái gói hỗ trợ qua các chính sách, cơ chế chính sách của chính phủ tạo ra cái hỗ trợ cho doanh nghiệp, trong đó có ngân hàng về lãi suất hoặc là về cái hỗ trợ dòng tiền đưa ra. Chúng tôi đồng ý với ngân hàng là doanh nghiệp, thì chính phủ cũng cần có một cái cơ chế nới rộng lòng dòng tiền. Hiện nay có một câu hỏi của doanh nghiệp thế này, mà các anh đều hiểu biết hết. Trần nợ công của chính phủ chúng ta hiện nay là thấp. Theo những con số chúng tôi có đó, là đâu đó từ 50 chưa tới 56%. Thặng dư ngân sách của chúng ta đó, nợ công thì thấp, thặng dư ngân sách hiện nay chúng ta là 3,6 tỷ. Con số này là của chính phủ công bố thôi, chúng tôi cũng không lấy tự lấy ra. Tăng trưởng danh nghĩa của chúng ta mà chúng ta tính toán đó, thặng dư thương mại của năm nay đó, dự kiến là 6,7 tỷ, lạm phát dự kiến là 3,1%, dự trữ ngoại hối á, thì thôi anh Nghĩa biết rồi, con số trên 3 con số. Chúng ta trước đây chỉ có 3 tuần, bây giờ là 12 tuần. Xin lỗi các anh một câu nữa là cuối cùng là tiền đồng Việt Nam đang mạnh lên. Tiền đồng Việt Nam dự kiến đến cuối năm á, nó đâu đó nó khoảng độ 22,410, theo cái dự báo của Dragon Capital. Hiện nay đang là 23,080. Như vậy đồng tiền đồng Việt Nam mạnh lên có nghĩa là nguồn lực tài chính chúng ta còn. Tại sao không có những cái động thái để cứu doanh nghiệp, đưa cung tiền ra? Chúng ta sợ lạm phát 2009. Tôi xin lỗi, nếu không có lạm phát 2009, tôi đồng ý các anh chỉ là cái cách làm chúng ta giữa 2009 bây giờ nó khác nhau rồi, cùng nguồn lực cung khác nhau rồi. 2009 chúng ta là âm. Chúng ta âm 9 tỷ chứ không phải là 3,6 tỷ thặng dư á. Mà bây giờ nợ công thì như nhau 50%. Thế thì chúng ta thấy hai hoàn cảnh nó khác nhau rồi. Và rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy một điều là chúng ta rút được kinh nghiệm 2009 rồi. Là nó có những cái chưa được, chúng ta lỏng quá hoặc là chúng ta chưa có kinh nghiệm, chúng ta thực hiện chưa chuẩn, chúng ta siết lại, chúng ta cân chỉnh lại. Nhưng mà nếu không có cái được đung tung tiền ra như thế đấy, thì tôi xin hỏi các anh đó, làm gì có được phát triển mạnh mẽ từ năm 2011 đến 2019 như vừa qua. Doanh nghiệp sống lại được và vượt lên được, phát triển được, đóng thuế cho nhà nước được, tăng thu cho nhà nước được. Cái nhà nước mất, ngân hàng có thể mất, là đến giờ này một số cái chưa giải quyết được. Nhưng cái lượng của nền kinh tế là rất lớn. Rõ ràng đời sống người dân tăng lên, doanh nghiệp nuôi được người lao động, lương chúng ta cũng tăng, chi thu doanh cái tiêu chi phí tiêu dùng tăng, tất cả mọi cái đều tăng. Ủa thế thì cái đó là không ai tính à? Và tại sao cứ nhìn vào mỗi cái chuyện mà đến một vài cái giờ này vẫn phải giải quyết mà chúng ta ngần ngại? Tôi cho rằng lúc này cần phải giải quyết rất nhiều cái tư tưởng. Tôi có nói một câu, có thể là cái này á, nó hôm vừa rồi trả lời phỏng vấn tôi có nói một ý, có hai ý thôi, tôi chỉ xin nói lại, chốt lại là các chính phủ phải coi doanh nghiệp là đối tác, không nên coi là đối tượng. Đối tượng là khác, đối tác là khác, đối tác đồng hành là khác, anh chết tôi cũng chết. Còn đối tượng ấy, khi ông chết chứ chắc tôi chết. Thứ hai là người quản lý nhà nước, tôi đã từng làm quản lý nhà nước rồi tôi biết, hãy chọn cái gì tốt nhất cho doanh nghiệp, cho người dân, chứ đừng chọn cái an toàn nhất cho mình. Nếu chọn cái an toàn nhất cho mình dễ lắm, cứ đóng hết là xong thôi, chết ai chết mà kệ. Tôi hay nói đùa thôi, cái này nói đùa nhé, các anh làm nhà nước bỏ qua cho tôi một chút, là lương của doanh nghiệp hiện nay ấy, cắt giảm, nhiều người không có lương, nghỉ không lương, nhưng mà hệ thống công chức nhà nước đến giờ này đã giảm được bao nhiêu phần trăm lương? Có ai giảm lương chưa? Nếu có là giảm được bao nhiêu? Câu hỏi này là câu hỏi đồng hành đấy. Nếu là đồng hành nó khác.
Cho nên ở đây tôi muốn trao đổi một cách rất thẳng thắn, anh em mình là đã làm cái diễn đàn thì chúng ta phải thẳng thắn. Và chúng tôi cũng may mắn ở đây đó, tôi là một doanh nghiệp, tôi kinh doanh trực tiếp hàng ngày, đúng vào hàng ngày 1.700 con người với gia đình của họ, con cái của họ, bố mẹ vợ con họ nuôi. Ảnh hưởng như thế mình đau lòng lắm, đau lòng lắm. Một tháng không có tiền trả cho họ, mình cảm thấy mình như mà là mình người đi ăn trộm ăn cắp đó. Rất có lỗi. Vậy thì nhà nước có hiểu được cái số lao động các anh, nếu có cần tôi cung cấp số lao động đang bị ảnh hưởng luôn, tỷ lệ luôn, tôi có hết. Nhưng mà vì đây là nó không phải là sang cái chuyện vĩ mô nên tôi không nói. Vì thế chúng tôi, những doanh nghiệp rất cần cái sự hỗ trợ vào cuộc của nhà nước thông qua các định chế, cơ chế mình đưa, cái phương tiện mình đưa ra để giúp cho doanh nghiệp, trong đó có vấn đề về ngân hàng. Và tôi cũng cho rằng là ngân hàng vừa qua, năm vừa qua, có thể là các anh không, cái nợ xấu sau lưng đó, thì các anh cũng không nói, nhưng mà cái lãi lợi nhuận ngân hàng công bố là rất lớn, làm cho tự nhiên, không phải ngân hàng tự nhiên lãi đâu, rất là vất vả, làm đủ mọi thứ mới có được chút lãi. Nhưng khi công bố lên, doanh nghiệp thì khốn đốn mà ngân hàng lãi cao quá, tự nhiên nó tạo một cái hình ảnh phản cảm. Lương cán bộ ngân hàng 30-40 triệu, mà lương của người lao động bây giờ 3-4 triệu còn chưa có, thì đôi lúc nó làm cho người ta buồn anh ạ. Cho nên tôi nghĩ rằng doanh nghiệp cũng là ngân hàng là doanh nghiệp, phải bảo vệ cái doanh nghiệp trước. Nhưng lúc này là lúc chúng ta chia sẻ với nhau sản phẩm của ngân hàng là tiền, và chúng tôi là những người dùng cái nguyên liệu đó để về, hay là cái dùng oxy đó để thở, để về chúng ta làm việc. Thì tôi chỉ mong là ngân hàng các anh vừa qua đã chia sẻ rồi, hãy cố thêm tí nữa để chia sẻ với doanh nghiệp. Đã giúp rồi, giúp thêm nữa, và nghĩ làm sao cho nó, doanh nghiệp nó đứng dậy được, nó đi lại được, nó thở được, nó đi làm việc được, và nó vừa là kiếm lợi cho nó, nhưng bản thân nó cũng đóng lại trách nhiệm nó làm với mình. Thì tôi có đề nghị một cách chân thành như vậy thôi. Xin hết. Thẳng thắn. Tôi có ý kiến thêm một tí ạ. Mời Yêu. Trước hết thì cũng rất chia sẻ với anh Kỳ, đây là doanh nghiệp nhưng mà cũng rất khó khăn. Tôi cũng biết là phải nói trong giai đoạn này rất nhiều doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp cực kỳ khó khăn. Nhưng mà không phải là chính phủ không hỗ trợ, kể cả tiền lương cán bộ công nhân viên thì cũng đã có chính sách. Nếu mà ngừng việc thì vẫn được vay, nhưng là chính sách trả lương không biết, cái gói đến đâu thì không biết. Và chúng tôi rất chia sẻ với cả các doanh nghiệp như vậy, cho nên là gì kêu gọi những ngân hàng liên tục giảm lãi suất. Và giảm lãi suất để làm sao để hỗ trợ doanh nghiệp ngược trở lại. Mà vừa rồi đến lần thứ tư vừa rồi là chúng tôi là kêu gọi các ngân hàng, 16 ngân hàng đến trực tiếp tại hiệp hội ngân hàng để cam kết giảm lãi suất. Mà vừa rồi thì nói là có 4 ngân hàng thì tôi thấy là nó cũng chưa phù hợp. Cũng báo cáo với anh là theo số liệu mà hàng tháng chúng tôi báo cáo ấy, và cái nhập kỳ này cũng phải là nói là nó chơi. Cơ quan ngôn luận là các thông tin phương tiện thông tin đại chúng là đến tận nơi chúng tôi có cả là 16 đơn vị đây. Từng đơn vị có bao nhiêu có hết. Cho nên là nói như thế thì các tổ chức tín dụng người ta lại chạy lòng. Đấy, cũng phải báo cáo anh Kỳ như vậy. Và công ty thông báo với anh luôn là cái số mà giảm lãi từ cam kết đợt lần thứ tư đến nay. Đến nay là 8.600 trên 8.600 tỷ. Là số mà giảm lãi là các 16 ngân hàng đã cam kết giảm lãi cho doanh nghiệp. Đấy, như vậy có thể thấy là vì trên 8.600 tỷ thì tất nhiên là nhu cầu thì rất lớn, đòi hỏi thì doanh nghiệp thì cũng đòi hỏi phải chia sẻ nhiều. Và đặc biệt hiện nay các giai đoạn hiện nay cũng phải nói theo sư anh là ngân hàng có lãi không. Tôi rất muốn công bố thẳng luôn thì cái việc là hiện nay một số là ngân hàng kinh doanh có hiệu quả và cũng có lãi so với trước. Nhưng mà ở đây phải đặt vấn đề ra là nguyên nhân nào có lãi và lợi nhuận đấy có bền vững không. Doanh nghiệp của anh có doanh thu đấy, tính doanh thu như ngân hàng thì thu kể cả nợ hiện nay các doanh nghiệp dư nợ nó một nhưng mà chưa thu được lãi, nhưng mà thu của ngân hàng tỷ lệ 20% trên tổng cái dư nợ 9.8 triệu đấy, đó là bao nhiêu? 20% hiện nay là ăn trước trả sau. Các tổ chức tín dụng công bố là gì? 7 tháng thôi. Tôi trả lời luôn như thế để anh thấy được tiền lương tiền thưởng là gì, mấy chục triệu có,
Nhưng mà có chắc không thể như thế, chúng tôi thấy rằng là cũng phải chia sẻ với doanh nghiệp, cho nên là không thể có được cái gì như vậy. Họ đã công bố 30 tỷ nhưng mà lương có được tăng đâu. Còn cái thứ hai là gì, trích thì họ rủi ro lớn nợ cơ cấu này 30% cuối năm ra để trích, đã trích đâu, chưa trích. Cái thứ tư là gì, nợ bây giờ tình hình như thế này, nợ có thu ở đâu, có tài sản ở đâu, nợ xấu, nợ bình thường có thu, nợ xấu thu đâu. Cũng phải nói thật sự để anh chia sẻ với ngân hàng như vậy. Cái thứ năm là gì, làm cho phải có luật. Thế bây giờ chia sẻ thì cũng được, thế nhưng mà vi phạm luật thì ai chịu. Mình có báo cáo lên như vậy, tôi muốn nói đây là gì, đặt vấn đề ra là gì, tiêu chuẩn quy định về điều kiện nguyên tắc thủ tục và luật quy định, người nào cũng vẽ được, mà luật quy định thì người nào cũng nào làm vượt luật là làm vượt cái luật được, cho nên là nguyên tắc điều kiện thủ tục phải đảm bảo đúng quy định của luật. Thế bây giờ những cái mà nó vượt luật, cái này là nó làm, kể cả cái thông tư 14 vừa rồi sửa đổi bổ sung, các tổ chức tín dụng cũng chưa vừa làm đâu. Nhưng mà bởi vì là sao? Bởi vì là gì? Nó không thể vượt quá luật được, và trong thời gian là quyết định. Nó phải chia khúc như vậy, các ngân hàng khổ lắm anh ạ. 01, 03 và 14 phải thay nhau mà cùng 3 cái thông tư có hiệu lực. Không thể kết nối để lập được cái trình, lập trình để theo dõi được, không có làm tay. Có khổ không? Vấn đề thứ tư nữa là liên quan đến có chia sẻ không? Ngân hàng với doanh nghiệp là cộng sinh. Tôi cũng từng là phó tổng ngân hàng, tôi chia sẻ hàng vạn cán bộ quân tôi. Cũng chia sẻ để tôi hiểu, và tôi rất chia sẻ với cả doanh nghiệp, ngân hàng với doanh nghiệp là cộng sinh, phải cùng nhau là gì, mà doanh nghiệp mà khó khăn thì ngân hàng khó khăn, nhưng mà ngân hàng sẽ khó khăn sau. Cũng giống như 2009 ngân hàng là được là hỗ trợ lãi suất, thì 2013 để ra là công ty VAMC một khoản nợ xấu, và lúc đó xã hội nhìn nhận là ngân hàng gây ra nợ xấu cũng đâu phải là hỗ trợ doanh nghiệp. Đây tôi muốn đặt vấn đề như thế để chúng ta thấy được. Thế bây giờ là vấn đề ra là gì, khoanh nợ mà cả gốc và lãi chính phủ có đồng ý không, nguồn lực nào. Thế tôi đặt vấn đề nhưng mà để anh thấy được là gì, đây là một trong những cái duy nhất là vấn đề ra để làm sao chia sẻ một cái cơ chế để doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn vay mới mà được hưởng lãi suất và ưu đãi của chính phủ. Còn nếu như không có cái việc khoanh nợ này thì phải xây dựng một quy trình để trình quốc hội để vươn làm sao đảm bảo được dưới chuẩn, không đảm bảo đúng luật được. Đấy, cái này có lẽ nghĩa quá nhiều đúng không ạ, và cũng giải thích để anh chị hiểu thêm là chúng tôi muốn đặt vấn đề ra để làm sao nhanh nhất, tiếp cận nhất, và cũng muốn kêu gọi là các ngành tài chính, ngành ngân hàng và các bộ ngành phải chủ động mạnh dạn vào cuộc vì người dân, vì doanh nghiệp, làm sao là tháo gỡ những khó khăn đó và mạnh dạn không sợ trách nhiệm để có thể hỗ trợ cho người dân. Thì trách nhiệm đó là chúng tôi với doanh nghiệp về cái quyền quan điểm cá nhân tôi cũng muốn nêu như vậy để đồng chí hiểu được. Và tôi cũng muốn nói luôn là để đồng chí thấy được là trong cái bối cảnh hiện nay nhà ngân hàng họp liên tục, tôi với vai trò là bộ ngân hàng như ngân hàng nước mời họp luôn. Một là yêu cầu các ông chính sách ông ban hành như thế nào, hai là tôi đi nói là phản biện chính sách, tôi phản biện lại mấy ông làm ở ngân hàng nhà nước liệu doanh nghiệp được hưởng cái gì, tổ chức tín dụng có được cái gì không. Việc cuối cùng tôi là vấn đề là tôi rất hoàn toàn đồng tình với cả anh chị là gì, là ngân hàng là doanh nghiệp, và tôi kêu là ngân hàng là doanh nghiệp, nhưng ngân hàng được hưởng cái gì? Ngân hàng phải kêu gọi giảm lãi suất chưa được hưởng cái gì, nhưng mà vì ngân hàng anh đã lãi nhiều đúng không ạ, anh lãi nhiều thì anh thu 200% trong đấy, anh phải trích dự phòng vẫn chưa trích đúng không ạ, nợ xấu vẫn đang xử lý, vẫn chưa xử lý xong đấy. Rồi vấn đề thì cơ chế nào hỗ trợ ngân hàng chưa có, hiện nay chỉ có mỗi là gửi cho bộ thông tin truyền thông ký tôi ký văn bản lần thứ tư rồi chưa được giảm. Thế có gì anh nào chia sẻ với anh nào không? Hay là gì đây là lãng nhiều thế? Tôi tin chắc là gì vài năm nữa là ngân hàng sẽ là có một cái bức tranh giống như là 2013. Tin chắc là như thế. Thế cho nên là gì? Cũng muốn nói là gì? Rất chia sẻ với anh. Và cũng rất mong là anh chia sẻ được lại với ngân hàng. Để làm sao? Chúng ta cũng nhìn nhận một cách khách quan đầy đủ và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Chứ không phải là chúng ta nhìn nhận như vậy rồi là đặt vấn đề là ngân hàng là hoặc là các cái doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra cơ chế để bảo toàn mình. Tôi nghĩ là đấy cũng là có phần đúng và cũng phải lắng nghe về phía tôi phản biện chính sách, tôi cũng đồng tình quan điểm với cả hiệp phía doanh nghiệp là kỳ, nhưng mà về phía doanh nghiệp thì cũng phải nhìn nhận chia sẻ, và trong bối cảnh hiện nay là nguồn vốn không có, chia sẻ với chính phủ tập vấn đề như vậy thì chính phủ có làm không, nếu làm như vậy thì doanh nghiệp được gì, doanh nghiệp được có một cái phần là gì, trước mắt là khả năng tiếp cận vốn
mới là phát triển hơn. Đấy, tôi muốn là nêu lên như thế để thấy được là như vậy thôi. Chứ còn nếu không có chính phủ hoặc các ngân hàng gốc còn lại, trước quá ngân hàng trước nó đặt cái kỳ, nếu mà quay ngân hàng còn lại thì ngân hàng muốn nhất, nhưng mà chắc chắn là không có đâu, không được thì mới đặt vấn đề như vậy. Có lẽ tôi giải thích thêm như thế để anh hiểu. Thì cũng nêu ra vấn đề để anh em mình suy nghĩ thôi. Và đây, tôi nói thêm một chút, cảm ơn anh Hùng có cái phản biện lại và có trả lời lại ngay. Tôi nói lại hai ý. Một là ngân hàng đang cần cung tiền như anh Nghĩa nói nêu, tôi có nói là cái ý của anh Nghĩa nêu cần là nhà nước phải đẩy thêm cung tiền ra thì nhà nước đang còn dư địa để cung tiền. Ý thứ hai tôi nói, ý đầu tôi nói là ngân hàng hiện nay là cần phải cộng sinh cùng với doanh nghiệp. Ý thứ hai là nhà hiện nay cái nợ công của chính phủ cũng như là thặng dư của chính phủ có, cho nên là chính phủ cần phải bơm thêm tiền ra. Còn trong quá trình bơm ra của chúng ta đang nói thêm ý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mà bơm tiền ra như thế thì sẽ có những cái hệ lụy. Thì chúng ta cái gì chúng ta đã thấy năm 2009 nó có, trong quá trình bơm tiền ra nó có cái lỏng quá thì chúng ta có cái điều chỉnh lại để cho nó đúng theo yêu cầu của chúng ta. Nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng là cái dư địa của chúng ta giờ này so với cái gọi là cái thế của chúng ta giờ này so với 2009 với 2010 á là tốt hơn nhiều, vị thế tốt hơn nhiều. Với thứ hai là tức là chúng ta có nhiều cái dư địa hơn để chúng ta thực hiện. Và cái thứ hai nữa, đôi lúc trong nền kinh tế chúng ta phải trả giá. Tôi đồng ý với anh Nghĩa là chính phủ Mỹ đi vay hết. Cháu ruột của tôi làm kinh tế viên trưởng của bên ngân hàng IMF của bên Mỹ, cháu ruột đấy, nhưng mà không được phụ trách Việt Nam thì nó phụ trách Trung Á thôi. Thì nó nói rất nhiều về kinh tế Việt Nam nhưng mà nó bảo cháu không được phụ trách, cháu nó sợ xung đột quyền lợi. Thì nó phân tích hết thì nó nói rất là thật, nó bảo là chính phủ Mỹ cũng vay nợ. Tôi đồng ý hoàn toàn ý kiến của anh Nghĩa như thế, nhưng mà nó chấp nhận vay nợ để nó đẩy nền kinh tế, nó nuôi giữ doanh nghiệp, nó giữ được cái tiêu dùng, cái hoạt động trong xã hội không bị gãy đổ. Và qua đó nó duy trì được cái mạch kinh tế để từ đó nó tạo ra cái cơ chế nó quay trở lại được. Mà nó quay lại rất nhanh. Mình là cứ bị vướng thế này thì gay quá. Mỗi người một cách thế này thì gay quá. Vì thế cái tôi đặt vấn đề ra là chính phủ đôi lúc chúng ta đều biết là lạm phát. Lạm phát là cái kinh lắm. Ai cũng sợ nó như ung thư á. À, lạm phát là ung thư. Nhưng chúng ta phải đôi lúc trong tất cả các loại ung thư người ta hay nói đùa. Chẳng may mà bị thì xin được ung thư tuyến giáp bởi vì là nó khả năng là nó có thể khả năng chữa được, thì chúng ta cũng nên tính toán trong tất cả những cái xấu nhất, chúng ta phải đừng có bảo xấu quá thông chọn. Cuối cùng chúng ta phải chọn giải pháp là lạm phát bao nhiêu chấp nhận được để chúng ta đẩy cái cung tiền ra. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta siết tất cả thế này, đồng tiền Việt Nam mạnh lên, một điều rất là lạ, đồng tiền Việt Nam lại mạnh lên, tức là có đã lạm phát đâu. Đồng tiền Việt Nam mạnh lên là một chỉ dấu chúng ta phải đặt câu hỏi. Trong năm 2009, đồng tiền Việt Nam mất giá liên tục vì chúng ta lạm phát thật. 9, 10, 11, lúc đó tôi nhớ là kinh khủng lắm. Nhưng mà để cho nó quay trở lại được cái nhịp 8 năm phát triển từ 2012, 2011, bắt đầu 2012 bắt đầu quay trở lại đứng lại được đến 2019. Một cái giá nào đó phải trả, không có bữa trưa nào miễn phí cả. Tất cả các bữa trưa đều phải được trả bởi ai đó. Thì chúng ta nên tính toán và cùng nhau để trả cái bữa trưa đó. Chứ bây giờ cứ thế này nữa thì gay quá. Chúng tôi bây giờ thật sự, tôi nói cái anh Hùng với, tôi rất là thích anh Hùng ở Chủ tịch Hội Ngân hàng mà được một người như anh Hùng là hay lắm. Hiệp hội tôi làm Chủ tịch Hiệp hội mà ít người quan Hiệp hội nó không có máu lửa đâu. Nhưng mà tôi thấy anh Hùng rất là được, tôi rất thích cái đó. Khen thật và khen dỡ anh Hùng. Đúng rồi, anh nói anh là xin phép anh Hoài là anh đang nói thêm một chút về cái chỗ cái tín dụng một tí không, thì anh Kỳ cũng đang có vẻ là đang đặt vấn đề rất nhiều về cái cung tiền. Thì xin báo cáo với anh là tăng trưởng tín dụng đấy đến hết cái thời điểm tháng 31/8 thì chúng ta mới tăng trưởng 7.18% trên tổng cái điều hành tín dụng mà dự kiến trong năm nay là khoảng 12%. Thì cái điều này là để nói lên cái gì, tức là chúng ta vẫn còn dư địa tín dụng để cung ứng cho nền kinh tế. Tuy nhiên thì cũng phải anh Kỳ cũng phản ánh đúng là những cái khó khăn của doanh nghiệp, nhưng ngược lại thì em cũng phản biện lại anh một chút, tức là báo cáo với anh là 2 tháng nay là ngành ngân hàng rất tích cực
mà thậm chí là nói, nếu nói rằng là anh em là siết chặt đông đúc, ngành ngân hàng đã mở, thậm chí là đã điều chỉnh và rút tín dụng cho các tổ chức tín dụng rồi, nhưng tín dụng nó không ra. Ở đây câu chuyện này nó là cầu, cầu tín dụng nó chưa có. Chúng em cũng đang rất mong muốn là nếu tháng 9 này mà chính phủ mà tháo dỡ giãn cách theo 16 thì cầu tín dụng sẽ trở lại. Nếu cầu tín dụng trở lại thì các tổ chức tín dụng ngay lập tức cũng sẽ đáp ứng ngay các nhu cầu tín dụng ngay và cam kết với anh hiện nay còn 5% đấy để điều tiết tín dụng từ trong vòng 3 tháng còn lại. Như vậy có nghĩa là câu chuyện này mình khẳng định với nhau là không nên như cái chúng ta tưởng tượng là siết chặt, không có siết chặt mà còn mong muốn là các doanh nghiệp nhận nợ để ngân hàng còn có dư địa tín dụng trong thời gian tới. Và mục tiêu là cố gắng kiểm soát cho phạm vi 12, và năm nay thì anh cũng thấy là ngân hàng nhà nước ngay từ đầu đã nói mục tiêu 12% nhưng linh hoạt, tức là nếu cần thiết vẫn có thể mở chứ không phải là khống chế 12%. Và em khẳng định với anh trên diễn đàn là không khống chế 12%, nếu có điều kiện và có cơ hội để mở rộng tín dụng ngành ngân hàng sẽ mở ngay đấy, để khẳng định, để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Cho nên em giải thích thêm một cái thứ hai nữa là cái câu chuyện liên quan đến cái đề xuất về cái khoanh nợ của anh Hùng ấy. Thì thực ra là cái đề xuất của anh Hùng cũng đã được đưa ra và các cơ quan của ngân hàng nhà nước cũng đang nghiên cứu, nhưng đây là cái mục tiêu trong tương lai, tức là sẽ nghiên cứu để thêm một giải pháp nữa cho các doanh nghiệp. Chứ còn đối với cái gói 3.000 khẳng định với anh là ngành ngân hàng ủng hộ và sẽ triển khai, còn cái tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện như thế nào để phối hợp và xây dựng thì các bộ ngành sẽ ngồi lại với nhau. Đấy, thì em báo cáo với anh là chắc chắn ở đây trong chúng ta cũng phải nói với nhau là để giải ngân được gói này thì các cái tiêu chuẩn điều kiện cũng phải được xin một cơ chế đặc biệt như anh đã nói. Nếu không đặc biệt thì không thể giải ngân. Bây giờ ví dụ thì các anh xem xét doanh nghiệp là phải tính cơ sở hiệu quả đầu tư. Thế bây giờ hiệu quả nó khó khăn như thế này, bảo là ngành ngân hàng làm sao cho vay được hiệu quả đầu tư, thế thì gói này sẽ không đi vào thực tiễn. Cho nên cái câu chuyện mà khi em phát biểu đã nói rằng là cái này là cần một cơ chế thực sự bàn bạc với nhau để các bộ ngành chia sẻ, và từ đó thì mới đưa ra được cái cơ chế chính sách làm sao mà doanh nghiệp có thể tiếp cận những nguồn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chứ còn thì nếu như mà áp theo đúng chuẩn tín dụng thì em đảm bảo ngay chỉ một điều kiện đầu tiên là dự án chưa khả thi thì đã không được cho vay rồi. Thế thì ở đây chúng ta bàn với nhau là làm sao để gói này ra được và doanh nghiệp nhận được, thì cần phải có cái cơ chế và xin được báo cáo các cấp có thẩm quyền để cho phép ngành ngân hàng trong điều kiện đặc biệt thì chúng em được áp dụng những cái cơ chế đặc biệt, và nó sẽ chỉ dừng ở cái gói này thôi, và trong cái giai đoạn này thôi, khi nào hết thì chúng em cũng chấm hết cái gói này luôn và chúng em lại quay trở lại với các điều kiện tín dụng thông thường. Đấy, thì báo cáo với anh thêm cái nội dung này. Anh đề á, cảm ơn Tuấn Anh. Anh đề em có đề nghị cái ngành hàng không á, cả các nước là khi nó đóng góp vào nền kinh tế rất là lớn, mà khi mà nó kéo lại á thì hàng không là cái đi trước. Thế thì nếu như anh bên chỗ hiệp hội hàng không có đề nghị một cái gói hỗ trợ cho ngành hàng không, hỗ trợ cho ngành hàng không, nó là một cái đặc thù chúng ta đã hỗ trợ Vietnam Airlines rồi, nhưng mà Vietnam Airlines chỉ là một doanh nghiệp trong ngành hàng không thôi. Chúng ta cũng thấy là nhà nước chiếm tỷ trọng chủ đạo đó, nhưng các doanh nghiệp hàng không là rất khó khăn, thì ngân hàng nhà nước cũng nên, cái này thì đặt vấn đề thôi chứ không phải là kiến nghị thôi, là ngân hàng nhà nước nên tính toán để có cái hướng chỉ đạo để gỡ khó. Thế nên Bộ Giao thông Vận tải cũng rất là khó, không hỗ trợ được, mà bên chỗ ngân hàng nên hiệp hội cũng đặt vấn đề là nên có một cái gói cho hàng không, riêng cho hàng không thôi, vì chúng ta đều biết nếu gỡ được hàng không á, tất 70% di chuyển đến nay bằng là đường hàng không, thì chúng ta sẽ giúp được cho giải tỏa hay cách khác là đưa cái cuộc sống trở lại bình thường nhanh hơn. Em chia sẻ luôn với anh Kỳ với cái chỗ về hàng không luôn nhé. Rồi. Vâng, báo cáo với anh là ngành hàng không thì đối với Vietnam Airlines thì anh biết rồi là về cơ chế thì ngành ngân hàng nhà nước đã xử lý, hiện nay đã giải ngân và cũng doanh nghiệp thì cũng đã nhận nợ toàn bộ khoản vay 4.000 tỷ trong cái gói 12.000 tỷ mà Quốc hội cũng như là Chính phủ và Bộ Chính trị đã xem xét cho phép đấy. Thế đối với cái nghị quyết 105 thì hiện nay là giao cho ngành ngân hàng là nghiên cứu các cái cơ chế trong thẩm quyền, hoặc là nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo các cấp có thẩm quyền này là để xem xét có cơ chế hỗ trợ cho ngành hàng không để đảm bảo khả năng thanh khoản của doanh nghiệp. Thì báo cáo anh luôn là thứ ba tuần tới dự kiến nếu không có gì thay đổi thì ngành ngân hàng sẽ mời toàn bộ các doanh nghiệp hàng không, các tổ chức tín dụng cho vay trong lĩnh vực hàng không và các cơ quan bộ ngành có liên quan, kể cả các hiệp hội, là lên ngân hàng nhà nước và chúng em có chính thức có buổi làm việc đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng nhà nước với các hãng hàng không và các doanh nghiệp
để tháo gỡ. Và ở đây thì cũng muốn là anh Đệ đấy, em cũng mời anh luôn. Anh Đệ, là anh cũng đứng trước luôn với buổi đó của chúng em và luôn rất muốn nghe tiếng nói của các anh đối với cái việc là tháo gỡ cái gì thì để Vũ Tiến Dũng và với tư cách là đơn vị đầu mối sẽ tháo gỡ trực tiếp những cái việc này. Thì dự kiến là khoảng thứ ba tuần tới anh ạ sẽ có cái buổi làm việc trực tiếp mà ngân hàng nhà nước chủ trì với các bộ, còn chúng em mời cả cơ quan các bộ Bộ Giao thông Vận tải này, Ủy ban vốn và Văn phòng Chính phủ. Mình họp online hay là offline? Online. Bây giờ báo cáo với anh là tinh thần thì nếu như mà số lượng người không đông thì có thể làm việc trực tiếp tại ngân hàng nhà nước, thì chúng em có mời thêm mười mấy tổ chức tín dụng mà có cho vay. Còn nếu trường hợp mà quá đông mà theo quy định giãn cách có thể sẽ phải thực hiện online một phần, trực tiếp trực tuyến một phần. Còn lại thì bán ở trong Sài Gòn, bên này Viettravel ở trong Sài Gòn chứ không phải ở Hà Nội, cho nên là nếu mà mời offline thì nghĩ là có lẽ là một số phận sẽ trực tuyến, còn một số phận thì sẽ lên trực tiếp tại các ngân hàng nhà nước để cố gắng là trực tiếp tiếp càng tốt để nghe tiếng nói chia sẻ với nhau cho nó rõ ràng hơn anh ạ. Rồi, cảm ơn Tuấn Anh. Bây giờ câu hỏi cuối cùng chúng ta cần phải đặt ra cũng là tạo ra một cái niềm tin cho các nhà hoạch định chính sách, tức là cái gói này là liệu có làm được không. Thì như ban nay tới giờ chúng ta thảo luận thì chúng tôi có thể tạm thời kết luận tức là có thể làm được. Cái thứ hai tức là cái năng lực thể chế của chúng ta hiện tại cũng cho phép chúng ta có thể thực hiện được một gói như thế này, nó khác với năm 2009. Bây giờ chúng ta có một cái ngân hàng trung ương năng lực thể chế rất là tốt và có thể nói tức là chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với vào cái thời điểm đấy. Quốc hội cũng vậy, chính phủ cũng vậy, hiểu biết về các vấn đề kinh tế vĩ mô và tính nghiêm trọng của nó, những cái bài học nhớ đời thì bây giờ chúng ta cũng đã thấm rồi. Đặc biệt là các ngân hàng thương mại của Việt Nam thì bắt đầu từ năm 2014 tới giờ thì là cái nền tảng tài chính của họ đã phát triển khá là tốt. Tức là lợi nhuận ROA, ROE quân bình của họ thì cũng đã tương đương với các cái ngân hàng của khu vực. Tức là sức mạnh tài chính các ngân hàng thương mại được cải thiện khá là tốt. Đề nghị với Dung với Tuấn Anh tức là hai anh là đồng nghiệp rất là tốt của nhau thì cố gắng thuyết phục ngân hàng nhà nước, rồi thì là thuyết phục các ngân hàng thương mại với tư cách là bộ trưởng, với tư cách là hiệp hội, là làm thế nào để thiết kế ra một cái gói mà nó thực hiện được nhanh, quy mô nó phải đủ để giải quyết được vấn đề, chứ đừng có mối bỏ biển. Xin hết. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị chuyên gia và độc giả đang theo dõi buổi tọa đàm trên nền tảng VN Economy và fanpage VN Economy. Qua gần mấy tiếng đồng hồ thảo luận thì chúng ta đã rút ra được những cái vấn đề rất là quan trọng, đó là cần phải có một cái đẩy nhanh cái gói hỗ trợ và không mang tính chất phân biệt đối xử, và làm thế nào để tăng cái độ tiếp cận đến các cái doanh nghiệp càng rộng càng nhanh thì càng tốt. Đặc biệt là riêng ngành hàng không thì vào sáng thứ ba tuần tới sẽ có một cuộc họp để khởi đầu cho một cái gói có thể tạm gọi là gói tín dụng cho ngành hàng không, mà trong đó là focus vào các cái hãng hàng không tư nhân. Bởi vì sao ạ? Vietnam Airlines thì họ cũng đã có được một cái gói tương đương của 12.000 tỷ rồi. Đấy là những cái tín hiệu cho thấy chính phủ, các bộ ngành như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang vào cuộc rất mạnh mẽ để đón bắt một cái thời điểm, một cái điểm rơi cùng với kế hoạch của chính phủ, đấy là khống chế được đại dịch, kiểm soát được đại dịch và bắt nhịp luôn với cái sự phục hồi của nền kinh tế. Thay mặt cho ban tổ chức và tòa soạn VN Economy, chúng tôi xin kính gửi lời chúc sức khỏe đến các quý vị chuyên gia, bạn đọc, và chúng tôi sẽ mang những cái thông điệp của cái tọa đàm kính gửi lên Quốc hội và Chính phủ, coi đó như là một cái kênh tham khảo để chung tay cùng với Quốc hội và Chính phủ ban hành những cái quyết sách chuẩn xác, nhanh và kịp thời để chúng ta sớm hoàn thành cái mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế một cách hiệu quả. Trân trọng cảm ơn các quý vị chuyên gia và xin chào, hẹn gặp lại.
Xin chào và cảm ơn các anh. Cảm ơn.